Chương 41 Giang trá Đại chúa tể Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đội đặng lỗi, ba khỏa tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ, 8 khỏa tinh phách linh thú sơ cấp sơ kỳ. Đội Lưu Vân, hai khỏa tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ. Đội Ứng Tông Trong doanh trại cực kỳ náo nhiệt, trước bàn của đạo sư ghi thành tích, liên tiếp những đệ tử cầm trong tay tinh phách linh thú tiến lên báo cáo thành tích những tiếng hô giọng dạc báo ra đủ loại thành tích cao thấp, những khỏa tinh phách đủ màu sắc cũng xuất hiện lấp lánh trong tay họ. Mục Trần, người nói chúng ta có thể đạt hạng nhất không? Đường Thiên Nhi nhìn khung cảnh náo nhiệt như hội chợ trước mặt, đôi mắt xinh đẹp lung linh khẽ chuyển động, sáng ngời mong chờ hỏi Mục Trần. Ba hạng đầu không phải đều được thưởng như nhau sao, tranh hạng nhất làm cái gì? Mục Trần cười nói, đối với danh hiệu hạng nhất kia cũng không quá quan tâm nói thì nói như vậy, bất quá ở đây có thể vượt qua hai chúng ta, e rằng chỉ có hai huynh đệ liệu gia. Cả nửa tháng nay hai tên kia đều chỉ mũi dùi vào ngươi, nếu thua bởi bọn chúng, ta cũng khó chịu lắm. Đường Thiên Nhi thì thầm nói. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt bất giác nhìn về tây viện bên kia, bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của liễu mộ bạch vẫn đang quan sát hắn. Bên cạnh là người con gái áo đỏ quyến rũ hồng lăng, nhìn nàng cũng có vẻ thấp thỏm không yên, đôi mắt trông như nước ngẩn nhiên cũng nhìn qua Mục Trần. Cái bọn người kia. Mục Trần cười nhạt, từ sau chuyện huyết đồ, ánh mắt liễu mộ bạch nhìn hắn cũng khác lạ, dường như có gì đó rất căm phẫn mà hối hận. Điều đó khiến hắn cũng nghĩ đến một khả năng, xem ra việc huyết đồ đột nhiên chạm trán Mục Trần, khó tránh khỏi có liên quan tới bọn người bên đó. Mục Trần, đến phiên chúng ta. Đường Thiên Nhi đột nhiên huyết vào hông Mục Trần, thấp giọng nói vậy ngươi đi đi, mấy thứ đó không phải đều do ngươi giữ hết sao? Mục Trần mỉm cười. Đường Thiên Nhi gật đầu, bước nhanh tiến lên bục. Xung quanh không ít ánh mắt đều nhìn lại dõi theo bước chân của nàng. Hiện giờ Mục Trần đã quá nổi tiếng, chuyện ngày đầu tiên đã dẫn theo bọn mặt lĩnh đi liệp sát hỏa linh viên, cũng đã lan truyền khắp doanh trại. Đệ tử lưỡng viện nghe kể mà trùng mình trận mắt khiếp sợ chẳng ai ngờ được khi mọi người đang gian nan chiến đấu với từng con linh thú sơ cấp, bọn mục trần lại cả gan kéo vào ổ đông cả trăm con mà chiến, thực là nghĩ không ra, hơn nữa còn có sự kiện huyết đồ bị giết kia, lại khiến cho những câu chuyện xung quanh mục trần càng thêm thần bí. Tuy không ai dám khẳng định mục trần có thể bằng sức lực bản thân đánh chết cường giả linh luân cảnh hậu kỳ, nhưng từ trong tay cao thủ như huyết đồ mà chạy trốn ra được, lại an toàn giữ mạng, cũng đã là một chuyện kinh thế hải tục đủ loại chuyện kể xung quanh hắn dư sức biến hắn thành ngôi sao sáng chói trong doanh trại những đệ tử khi trước còn khinh khi coi thường hắn hôm nay cũng không còn dám vên váo tự đắc biểu lộ tư tưởng đó trước mặt mọi người do vậy thành tích của đội mục trần hầu như mọi người ai cũng hiếu kỳ háo hức muốn biết dưới đông đảo ánh mắt chú ý đường thiên nhi đến gần bàn ghi thành tích trước mặt vị đạo sư kia lấy ra những vật tỏa hào quang nho nhỏ tinh phách linh thú đủ màu sáng chói được đặt xuống bàn 35 khỏa tinh phách linh thú sơ cấp trung kỳ. Vị đạo sư nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi kinh ngạc đọc to con số hắn đếm được. Những linh thú thực lực linh động cảnh trung kỳ, những đội ngũ kia mỗi ngày có thể liệp sát một con đã là rất xuất sắc, không ngờ đường thiên nhi có thể lấy ra nhiều như vậy. Đường thiên nhi vẫn chưa ngừng lại, bàn tay xinh xắn lại lấy ra thêm những tinh phách rực rỡ khác nữa. 15 khỏa tinh phách linh thú sơ cấp hậu kỳ rốt cuộc chung quanh cũng phải sao động hẳn lên linh thú đẳng cấp linh động cảnh hầu kỳ hầu hết bọn họ đều chỉ dám nhìn từ xa một trần quả nhiên lợi hại a à, có thể liệp sát nhiều đến như vậy đường thiên nhi nghe thấy những âm thanh xôn xao quanh tai thần tình đắc ý nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại cẩn thận lấy ra một vật tỏa hào quang như ngọn lửa trong luồng hào quang đó một hình hài hỏa viên như đang gào thét linh lực dao động kinh người làm cho đệ tử xung quanh đang xôn xao cũng lặng ngắt như tờ. Đây là Tinh phách hỏa linh viên vương tinh phách. Mặt lĩnh, Khương Lập nhìn thấy, cũng khiếp sợ trước hình dáng quen thuộc của tinh phách kia. Chính mắt bọn họ đã thấy hỏa linh viên vương, sau đó cũng thấy một trần cầm theo đầu lâu của hỏa linh viên vương quay về. Bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên hiểu rõ tinh phách kia đã rơi vào tay hắn. Thật là ác mà, tinh phách hỏa linh viên vương cũng lấy ra, còn ai so được nữa chứ? Mặt lĩnh nói thầm, đó là linh thú trung cấp thực lực linh luân cảnh hậu kỳ A, đám đệ tử như bọn họ, ai có năng lực đi liệp sát loại đó chứ? Mạc sư và tịch sư cũng đều nhìn về tinh phách hỏa linh viên vương. Ánh mắt tịch sư khá kinh dị, nhưng mạc sư thì cũng bình thường, hôm đó lão chính mắt nhìn thấy một trận dụng kế, khu hổ thôn lan giải quyết gọn gàng đầu hỏa linh viên vương kia ra sao? Đạo sư ghi thành tích thì sợ hãi đến trung tay, hẳn nhiên không ngờ tinh phách cấp độ này cũng có đệ tử đem ra cho hắn xem tinh phách linh thú trung cấp hậu kỳ một khỏa giọng đọc thành tích của đạo sư kia vang lên lập tức khiến toàn trường chú ý rồi ầm ầm vang lên những tiếng kinh ngạc tò mò lẫn sợ hãi trong đám đệ tử cả đông tây viện tịch sư ta không phục một trần căn bản không có khả năng có thể liệt sát linh thú thực lực linh luân cảnh hậu kỳ tuyệt đối là do hắn dối trá đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ mọi người nhìn qua, thì thấy Liễu Dương gương mặt hầm hầm bước ra, giọng nói tràn ngập nghi ngờ. Lúc một trần liệp sát hỏa linh viên vương, cũng may ta có mặt ở đó, tuy rằng thủ đoạn của hắn là mưu kế, nhưng vốn đó cũng là một loại rèn luyện, nên không có cái gì dối trá chỗ này cả. Mạc sư thản nhiên đáp lời. Liễu Dương thấy Mạc sư cũng lên tiếng nói thế, sắc mặt chợt đỏ lên xấu hổ, mà cũng có phẫn nộ. Ha ha ha, Mạc sư nói đúng, bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể liệp sát được linh thú thì cũng là có bản lĩnh liễu mộ bạch cũng đột nhiên cất tiếng cười nhẹ nhàng lời nói vừa cất lên tên kia cũng bước tới lấy ra hai luồng hào quang cũng đều là tinh phách linh thú mà hai tinh phách đó cũng là tinh phách linh thú trung cấp khi chúng còn sống thực lực cũng đạt tới linh luân cảnh sơ kỳ nếu như một trận không có tinh phách hỏa linh viên vương có lẽ thành tích sẽ kém hơn liễu mộ bạch nhưng hai khỏa tinh phách trung cấp sơ kỳ này so với thành tích của mục trần, xem ra liễu mộ bạch vẫn kém đi nhiều. Đường thiên nhi nhìn thấy những tinh phách của tên kia, đôi mắt cũng hiện lên vui mừng. Dĩ nhiên nàng không thích liễu mộ bạch chiến thắng mục trần. Ánh mắt của đường thiên nhi chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị liễu mộ bạch phát hiện. Khóe môi khẽ nhếch, bàn tay tên kia lại thò vào tay áo. Mọi người cũng gắt gao dõi theo hành động của hắn, liễu mộ bạch còn có gì giấu trong đó ha ha ha, vài hôm trước xảo ngộ gặp được hai đầu linh thú không hiểu vì sao thực lực đại giảm, nhưng vốn lại đạt cảnh giới linh luân cảnh hậu kỳ, cuối cùng lại tiện lợi cho ta. Liễu mộ bạch cười xòa, vươn tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, hai đạo hào quang một xanh một vàng chậm rãi bừng sáng, linh lực dao động không kém tinh phách hỏa linh viên vương. Hai khỏa tinh phách linh thú này, không ngờ cũng đạt trình độ linh luân cảnh hậu kỳ. Xôn xao, ồn ào, huyên náo những tiếng hô kinh ngạc và sợ hãi còn nhiều hơn lúc trước đường thiên nhi báo thành tích. Những ánh mắt khó tin nhìn chăm chăm vào liễu mộ bạch, bọn họ lại có thể liệt sát hai đầu linh thú thực lực đạt tới linh luân cảnh hậu kỳ. Ngươi! Ngươi gian trá! Đường thiên nhi giận tái mặt. Liễu mộ bạch thực lực không tội, bất quá nếu nói hắn có thể liệt sát linh thú linh luân cảnh hậu kỳ, thì tuyệt đối không có khả năng lại còn cái cớ vô tình gặp hai linh thú linh luân cảnh hậu kỳ không hiểu vì sao thực lực đại giảm, ai mà tin hắn chứ. Không lẽ chỉ có các ngươi mới gặp may? Trên đời này chuyện tốt cũng không chỉ rớt xuống đầu các ngươi thôi đâu." Liễu Dương cười khẩy. Mạc sư và Tịch sư nhìn thấy màn tranh luận trước mắt, hai người cũng cau mày nhưng chưa nói gì. Thực tế đánh giá thành tích vốn chỉ để khuyến khích thêm, hiệu quả đáng mong đợi vẫn là đệ tử có tăng tiến thực lực nhiều ít bao nhiêu chứ không phải lấy ra bao nhiêu đồ vật này kia. Đường Thiên Nhi nắm chặt tay, cực kỳ tức giận, nhưng không có cách nào, chỉ hầm hầm oán hận dậm chân một cái. Mục trần trước sau vẫn bình tĩnh đứng im đó, chỉ có khi liễu mộ bạch lấy ra hai khỏa tinh phách linh thú linh luân cảnh hậu kỳ, mới liếc mắt thoáng nhìn hồng lăng, cô gái đang cười có chút không tự nhiên, lại nhận thấy ánh mắt soi mói của mục trần, liền tránh đi. Quên đi, dù sao đứng ba hạng đầu đều có thể nhận được quẩn linh đan. Mục Trần cười nhạt, kéo đường Thiên Nhi đang tức giận lui về, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng rõ ràng là bọn họ gian lận. Đường Thiên Nhi bực bội cất tiếng. Hỏa Linh Viên Vương là do Mục Trần liều mạng suýt chết mới liệt sát được, nàng tuyệt đối không tin liễu mộ bạch có thể bằng năng lực chính mình lại có thể liệt sát Linh Thú Linh Luân Cảnh Hậu Kỳ. Ha ha ha, chỉ là một tỷ thí nho nhỏ mà thôi, thu một chút cũng đừng ngại quá như vậy. Sau này còn nhiều cơ hội mà liễu mộ bạch giọng điệu chăm chọc tự đắc, khẽ cười lạnh lẽo khiêu khích. Mục trần vuốt mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ, thật sự là không muốn chơi đùa cái trò gian trá ấu trĩ này, bất quá ai bảo ngươi sắp tới làm gì. Mạc sư Mục trần đột nhiên lên tiếng gọi mạc sư, hắn cười nói. Vừa rồi đột nhiên quên mất, thì ra ta còn mấy khỏa tinh phách linh thú trong người, bây giờ có thể bổ sung không? Mạc sư nhướng mày nhìn mục trần, lão hiểu rõ tên nhóc kia lại bày trò dìm hàng người khác, cũng gật đầu. Mục trần thấy được chấp thuận, mới nhún vai nhìn qua liễu mộ bạch đang cười nham hiểm, hắn hai mắt nhìn lên trời, thò tay vào trong áo ra vẻ tìm tội cái gì đó không có. Mọi người cũng đang xem kịch vui, đều nhìn bàn tay ngọ ngoại trong áo hắn, cái tên thần bí kia có thể lấy gì ra nữa đây. Cuối cùng mục trần chậm rãi vương tay ra, khiến cho cả đạo sư lẫn đệ tử thêm một lần tròn mắt ngoát mồm trong tay hắn năm luồng hào quang màu sắc khác nhau linh lực dao động mỗi cái đều không hề yếu hơn tinh phách hỏa linh viên vương năm khỏa tinh phách tất cả đều là tinh phách linh thú trung cấp hậu kỳ một trần thở dài gãi đầu nhìn sắc mặt xanh mét của liễu mộ bạch mỉm cười thật là ngại quá đi lúc trước có năm linh thú linh luân cảnh hậu kỳ kéo bè kéo lũ đi thanh toán băng đảng với nhau rồi cả đám cùng lăn ra chết thành ra ta tiện lợi cho ta chui ra hốt gọn một mẻ mọi người nhất tề học máu. Cái tên kia, loại lý do nhảm nhí cỡ đó mà cũng lôi ra được, còn không phải cố ý chăm chọc liễu mộ bạch sao chứ. Khẽ liếc qua liễu mộ bạch, bọn họ đều thấy gương mặt anh Tuấn của hắn đã trở nên khó coi cực kỳ. Hẳn nhiên, liễu mộ bạch đã bị xỏ. Chương 42 Giang nan đường về Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com đợt đánh giá thành tích vì biểu hiện của Liễu Mộ Bạch và Mục Trần mà trở nên khôi hài. Từng khỏa tinh phách được hai người thay phiên nhau lấy ra, đối với đệ tử bình thường khác đều là quá cỡ thợ mộc. Hơn nữa việc này vốn không có khả năng a, à, bất kể hai khỏa trong tay Liễu Mộ Bạch hay năm khỏa Mục Trần lấy ra, mấy cái cớ mà cả hai tên bọn chúng vịn vào đều chỉ là phí tâm, còn nít ba tuổi cũng không thèm tin. Vả lại cái bộ dáng của Mục Trần là rõ ràng nói cho mọi người, ta đây cũng chơi trò gian trá cho vui cửa vui nhà đương nhiên, không ít người hiểu rõ hắn làm vậy là cố ý thọc gậy bánh xe liễu mộ bạch, bởi vì hai khỏa tinh phách của liễu mộ bạch, vốn không hề minh bạch. Đạo sư ghi thành tích cũng ngừng lại, đưa mắt nhìn về hai vị đạo sư chủ tịch Đông Tây Lưỡng Viện. Hai cái đứa các ngươi dẹp đi, đừng có náo loạn nữa. Mạc sư bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt nghiêm lại, nói. Mấy cái thứ đó thu hồi lại đi. Mục đích tu hành là để tôi luyện thực chiến cho mỗi người chứ không phải để các ngươi khoe mẹ cái gì hai tên nhóc các ngươi đừng có lẫn lộn mục trần tỏ ra không sao cả hắn vốn không trông mong năm khỏa tinh phách này sẽ tạo thành chấn động gì hơn nữa thứ này đúng là không phải do hắn liệp sát mà có nó nằm sẵn trong giới tử xuyến của huyết đồ sở dĩ hắn bày ra cục diện này chỉ vì không quen nhìn liễu mộ bạch cứ chĩa vào mình dở trò khiến cho hắn chán ghét liễu mộ bạch sắc mặt xanh mét lời của mạc sư hẳn nhiên cũng không tin hai khỏa tinh phách linh thú là do hắn chính tay liệt sát. Tuy sự thật là thế, nhưng tóm lại vẫn bị mục trần chơi xỏ. Xếp hạng thành tích hôm nay, đội mục trần và đội liễu mộ bạch cùng xếp hạng nhất. Nghe mạc sư tuyên bố, doanh trại bất ngờ hết thảy. Xem ra, mạc sư nhất quyết không để chuyện này kéo dài, gây ra tranh cãi không đáng có. Dù sao phần thưởng cho ba vị trí đầu đều như nhau, cũng lười tạo nên căng thẳng giữa Mục Trần và Liễu Mộ Bạch. Bất quá chuyện đã rõ ràng, chẳng ai tin được hai tên kia lôi ra mấy thứ là do chúng tự tay kiếm được. Vài đệ tử cũng chưng hững nhìn nhau, trong lòng ngẫm nghĩ lại, tự mình bình phẩm phán đoán người chân chính xứng đáng đứng đầu. Ngoại trừ những linh phách không rõ xuất xứ kia, thì tinh phách hỏa linh viên vương là chân thật nhất, vì không chỉ bọn mặc lĩnh kể lại, mà chính mạc sư cũng thấy rõ mục trần dẫn dụ nó đi rồi giết chết. Có được tin phách giá trị đó, Mục Trần đã chân chính áp đảo Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch nghe những tiếng ồn ào bàn tán mà ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ suy nghĩ trong lòng mọi người. Hắn căm giận vì không chỉ không áp chế được Mục Trần, ngược lại còn mất mặt không ít. Đường Thiên Nhi lại tỏ ra vui sướng. Như vậy, dù cả hai đội cùng hạng nhất, nhưng mọi người đều rõ ràng chân chính ai là kẻ lợi hại hơn. Hai đội Mục Trần và Liễu Mộ Bạch cùng là đệ nhất đội của mặt lĩnh xếp thứ hai còn thứ ba thuộc về đội trần thông tây viện kết quả đã rõ những người ngấp nghé ở mấy hạng đầu cũng chỉ đành tiếc núi thở dài xét duyệt thành tích đã có kết quả đầy đủ vậy thì cùng nên phát thưởng thôi mạc sư mỉm cười bấm tay bắn ra những luồng hào quang từ lão phóng ra về phía mấy người đằng trước nhẹ nhàng xuất hiện trong tay họ một trần nhìn vào tay mình hào quang tan đi xuất hiện một hộp ngọc nhỏ tinh xảo mở nắp bên trong đó là một viên đan dược màu xanh yên tĩnh tọa lạc dược hương nồng đậm dao động linh lực chậm rãi phán tán dao động linh lực trong khỏa đan dược này mạnh hơn ngọc linh quả không ít dù sao linh đan phải được luyện chế tổng hợp cầu kỳ phức tạp từ nhiều loại linh dược khác nhau tạo thành dược lực hẳn nhiên sẽ tốt hơn ngọc linh quả chỉ là linh dược thuần chất mọi người chung quanh đều săm soi hao hấu nhìn uẩn linh đan trong tay những người được giải thần tình hâm mộ với uẩn linh đan này thời gian tiến vào cảnh giới linh luân cảnh sẽ ngắn đi nhiều a à. chuyến tu hành này đã chấm dứt chúng ta sẽ di chuyển trở về bắc linh viện thêm nữa từ hôm nay các ngươi có một tháng nghỉ phép muốn ở lại học viện hay về nhà thì tùy mạc sư phất tây thông báo những thiếu niên nghe đến ngày nghỉ dài tận một tháng nhất thời reo hò ầm ĩ tu luyện ở bắc linh viện cũng đã lâu hẳn nhiên ai cũng muốn về nhà thăm gia đình doanh trại ồn ào tràn ngập không khí vui vẻ phần đông đệ tử bắt đầu dọn dẹp doanh trại, rồi tập hợp lại thành từng đội đông người di chuyển ra đường lớn, hướng về Bắc Linh Viện khởi hành sau khi trở về Bắc Linh Viện, một trần rốt cục cũng cảm thấy thoải mái, không còn cần phải cảnh giác cao độ nữa. Trong Bắc Linh cảnh này, Bắc Linh Viện xem như một nơi cực kỳ an toàn, dù cho liễu vực có càng quốc đến mức nào cũng chưa đủ can đảm dương oai với Bắc Linh Viện. Xã hơi thoải mái sau hai ngày, hắn mới điều chỉnh lại tâm tình, trở nên nghiêm trọng tập trung, vì hắn đang chuẩn bị quay về mục vực một chuyến. Trước khi trở về mục vực, Mục Trần cũng trở về địa giới tìm Tô Lăng, cho tên kia một khỏa ngọc linh quả, sai cái tên nhận quà mà mừng như điên đó đi làm một việc giúp hắn. Sáng sớm ngày tiếp theo, Mục Trần thu dọn đồ đạc đầy đủ, bắt đầu rời khỏi Bắc Linh Viện, tiến vào Bắc Linh Thành, đi thẳng đến Linh Trận truyền tống, hướng về mục vực. Xuyên qua những con đường quen thuộc trộn ràng nhốn nháo, chốn phồn hoa đô thị không có gì hấp dẫn được một trần hắn vẫn một mạch đi ngang qua một trần đang đi đến một góc đường đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên vắng vẻ trên bầu trời chợt có mây đen kéo tới đổ một cơn mưa phùng nhẹ nhàng bay bay xuống bước nhanh trong mưa nước mưa lạnh lẽo đập vào mắt khiến hắn khẽ run run đột ngột bước chân của hắn giậm mạnh dừng lại cảm giác nhạy bén chạy trên da khiến hắn thấy lạnh hơn cả cơn mưa đang bao phủ lấy mình bất giác con đường lại hoàn toàn vắng vẻ thậm chí tiếng người dường như không còn tồn tại sắc mặt dần nghiêm trọng hắn ngẩng đầu lên ánh mắt mông lung nhìn lên không trung mơ hồ nhìn thấy hào quang lóe ra trên đó không khí dường như dao động rất nhỏ mê thần trận hai tay nắm chặt con người đen lấy trở nên sắc bén hắn ngẩng cao đầu gắt gao nhìn ra trước giọng nói phát ra lạnh lẽo vô cùng ngay trong bắc linh thành cũng dám thiết kế mê thần trận đối phó với đệ tử bắc linh viện thật to gan a à có điều trên con đường vắng vẻ lại không có hồi âm chút nào. Chuột à, sao lại chui rút như thế? Ngươi của liễu vực từ khi nào lại trở nên giấu đầu lòi đuôi như vậy? Mục trần cười khẩy. Trên đường quay về mục vực, ngoại trường người của liễu vực, thật sự không thể nghĩ ra có ai sẽ gây phiền phức. Ngươi là mục trần ư. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền tới từ trước mặt. Hắn chăm chú nhìn sang, thì thấy một thân ảnh trong cơn mưa lất phất cầm một cây dù hoa sặc sỡ, xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Đem món đồ kia ra giao cho ta đi. Chương 43 Kỷ Tông, Người Trong Mưa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong mưa phùn, một trần cả người căng thẳng, đôi mắt nghiêm trọng nhìn chăm ra phía trước. Một bóng người cầm dù hoa dần hiện rõ. Đó là một nam tử hơi gầy, khuôn mặt u ám thâm độc, môi mỏng như dao, hàng khí lờ mờ. Mục Trần vẫn không rời mắt khỏi nam tử u ám kia, trong lòng dần lên cảm giác nguy hiểm khó hiểu, hai mắt hiếp lại, cất tiếng hỏi. Ngươi không phải người của liễu vực. Tại sao lại muốn tìm ta? Ha ha ha, chính xác, ta không phải người của liễu vực. Bất quá có người ra giá cao mời ta ra mặt nam tử kia cười nhạt, dù hoa trong tay khẽ lúc lắc, đôi môi mỏng chuyển động như có như không. Ngươi có thể gọi ta là Kỷ Tông. Kỷ Tông người trong mưa kỷ tông một trần trợn mắt cái tên này ở bắc linh cảnh cũng tiếng tâm không kém huyết đồ nhược thực lực của kỷ tông so với huyết đồ không mạnh hơn thậm chí chỉ mới đạt đến linh luân cảnh sơ kỳ nhưng hắn có một thân phận khiến cho nhiều người phải e ngại hắn chính là một linh trận sư đại thiên thế giới có vô số vị diện giao nhau mênh mông rộng lớn đến mức những bậc siêu cấp cường giả chí tôn cũng chỉ than thở công nhận bản thân nhỏ bé nơi đây vốn phức tạp rối rắm vạn đạo tranh hùng linh trận sư linh cụ sư là số ít trong vô vàn nghề nghiệp kỳ lạ ngoại trừ những người tu luyện linh lực chính thống ra nhưng chức nghiệp đó cũng đòi hỏi một cách khắc nghiệt những kẻ có thiên phú hơn người đặc biệt vì những quái tài kỳ dị thiên phú khủng bố tu luyện linh lực vô cùng thuận lợi thì cũng không hẳn trên con đường chức nghiệp kia có thể thuận buồm xuôi gió ngược lại có đôi khi vài người thiên phú tu luyện bình thường nhưng lại có thiên phú trong các chức nghiệp đặc biệt này thế là tiền đồ vẫn trở nên vô hạn có những cánh cửa đóng lại sẽ có cánh cửa khác được mở ra câu tục ngữ đó ở đại thiên thế giới tương đối phổ biến nói chung linh trận sư là một nghề nghiệp có địa vị rất cao rất nhiều thế lực muốn mời gọi linh trận sư hỗ trợ kiến tạo trận pháp phòng ngự trận pháp công kích hoặc cao cấp hơn nữa là trận pháp tu luyện một gã linh trận sư cao cấp là một cái bánh ngon cực kỳ hấp dẫn. Những linh trận sư có thành tựu đẳng cấp cực cao, hầu như chỉ phải tay là có thể dựng nên trận pháp, dùng uy của trận mà lây chuyển thiên địa. Kỷ Tông này sở dĩ có tiếng tâm ở Bắc Linh Cảnh, không hề quan hệ tới thực lực linh luân cảnh sơ kỳ của hắn, mà hoàn toàn vì hắn là linh trận sư. Một gã linh trận sư cấp một ở trong trận pháp, thừa sức áp chế cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Ta không ngờ ngươi chỉ là đệ tử Bắc Linh Viện mà có thể biết ngoại hiệu của ta kỷ tông cười nói giọng eo éo như con gái nhưng hắn chân chính là nam nhân tràn cảnh như thế thật khiến người đối diện khó chịu ngươi dám ra tay ở bắc linh thành chính là phạm vào cấm kỵ của bắc linh viện bọn họ biết được thì kết cục của ngươi e chẳng tốt gì đâu mục trần nheo mắt nói cho nên ta mới cực cực khổ khổ bố trí mê thần trận a trong này có xảy ra chuyện gì người bên ngoài căn bản không thể biết Kỷ Tông chỉ về con đường trống trải, cười the thế. Vì thế ngươi nên ngoan ngoãn giao món đồ đó cho ta đi. Ta không muốn giết ngươi, miễn cho một phong nổi điên, chúng ta đều thân thiện thế này không phải đều tốt hết sao. Ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể một trận mơ hồ toát ra dao động linh lực. Dù đã nhập trận pháp của Kỷ Tông, nhưng hắn vốn không phải là hạng người dễ thỏa hiệp. Xem ra ngươi quả nhiên không nghe lời. Kỷ Tông cười khúc khích, bấm tay bắn ra đám mây mưa trên trời đang phiêu đãng đột ngột dày thêm, dao động linh lực hùng hồn tỏa ra mạnh mẽ. Có thể được nếm thử lợi hại của linh vũ trận, xem như là phúc khí của ngươi đi. Kỷ Tông phất tay áo, mây mưa đầy trời gào thét đổ xuống, như một thanh đao bằng mây phủ xuống bao bọc lấy vị trí của Mục Trần. Thế công dữ dội khiến Mục Trần cả kinh, linh trận sư quả nhiên lợi hại. Công kích vũ bảo như thế này, cường giả linh luân cảnh cũng phải bó tay. Tụ linh quang hắn vội lui sau, linh lực hắc ám trào ra bao trước mặt hình thành mạng trắng đen thui, bảo vệ lấy thân thể. Âm âm âm. Mây mưa phô thiên cái địa cuồn cuộn không ngừng nện vào tấm màn đó, một gợn sóng lan ra trên tấm màn, có vẻ bất ổn sắp vỡ. Thực lực một trần dù sao chỉ mới linh động cảnh hậu kỳ, kỹ tông lại tấn công bằng lực lượng của trần pháp, khiến hắn rất khó ngăn cản. Không thể dây dưa như vậy, ta phải đánh tan trần pháp trước. Đưa mắt nhìn màn trắng màu đen đang nhanh chóng tiêu hao, ý nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động. Với thực lực hiện tại, muốn chính diện đánh bại Kỷ Tông, e rằng bất khả thi. Lối thoát duy nhất là phá vỡ trận pháp, một khi trận pháp bị vỡ, Kỷ Tông cũng như hổ mất nanh, lực uy hiếp giảm đi. Hơn nữa không có trận pháp che phủ, hắn tuyệt đối không dám ra tay trong Bắc Linh Thành. Nhưng, muốn phá vỡ một trận pháp do Linh Trận Sư cấp một xây dựng, nói dễ hơn làm. Mục Trần hít sâu một hơi, tâm tình càng tỉnh táo hơn. Kỷ Tông chỉ mới là linh trận sư cấp 1, năng lực bố trí trận pháp vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới dụng tâm ngự trận. Như vậy hắn phải có ngoại vật hỗ trợ mới điều khiển được hoạt động của trận pháp. Ngoại vật đó cũng là điểm yếu của linh trận sư, chắc chắn sẽ được đặt ở nơi dễ bảo vệ nhất. Ánh mắt Mục Trần quét qua người Kỷ Tông, chớp mắt liền chú ý đến chiếc dù hoa trong tay tên kia. Thực lực còn xa mới bị nổi Kỷ Tông, huống chi thân hắn vẫn còn đang bị vây trong trận pháp, chỉ duy nhất một điểm có thể lợi dụng. Kỷ Tông cũng nghĩ như hắn, cho nên. Sự khinh thường kia chính là cơ hội tốt nhất. Choang. Màn đen trước mặt được một trận ngưng tụ từ linh lực trốt cục vỡ tan. Mây mưa xẹt qua gương mặt hắn để lại những vết máu vương vãi. Hai hàng chân mày một trần dựng lên như kiếm, chân đạp mạnh xuống đất, vượt qua cơn mưa lã ta lao thẳng đến vị trí của kỷ tông tuổi trẻ sung sức, công kích thập túc thật đáng ngưỡng mộ. Kỷ Tông thấy thế, cười nhạt vung tay lên, mây mưa ngưng tụ thành một thanh vũ thương, đầu thương sắc bén đâm tới Mục Trần. Mục Trần nghiêng người lách qua, bàn tay đập xuống đất đổi hướng bắn tới, thân pháp như linh hầu tránh né mũi vụ thương sắc bén. Thân thủ không tồi. Kỷ Tông luôn miệng tán thưởng, nhưng ra tay càng lúc càng độc ác. Bàn tay lại dơ cao, ngưng tụ thành mấy thanh vũ thương, trải ra thành một thương trận tàn bạo, nhắm chuẩn những chỗ yếu hại của một trận đâm tới. Thân hình nhanh nhẹn nhảy nhót di chuyển đổi hướng, bất quá vẫn không tránh khỏi một thanh trường thương xẹt ngang ngực, xé áo để lại một vết máu khá sâu, máu tươi đổ ra. Nhưng hắn căn bản không hề để ý đến thương thế ở ngực, mạnh mẽ tiến thêm mấy bước, tiếp cận kỹ tông. Tên kia nhìn thấy công kích của mình không hiệu quả cũng cau mày, giọng the thế phát ra. Tiểu tử lại còn biết tấn công chủ trận, nhãn lực thật tin tường, bất quá ý tưởng thì tốt, nhưng lại tự đánh giá quá cao năng lực bản thân, coi thường chênh lệch thực lực của hai ta. Kỷ Tông khẽ cười, tay hắn nắm chặt lại, mây mưa như hội tụ về lòng bàn tay hắn, ngừng kết thành một thanh trường kiếm như chất lỏng, dao động linh lực hùng hậu tràn ra. Hai tay một trần nắm chặt lại thành quyền, hai đạo hắc ấn mang theo linh lực bá đạo hiện lên trên hai bàn tay, không hề đình trệ oanh kích Kỷ Tông. Quyền ấn gào thét đánh qua, cơn mưa cũng bị hai quyền xé toạt, khiến cho trong lòng kỹ tông cũng nao nao, hẳn nhiên không ngờ được thực lực linh động cảnh hậu kỳ của mục trần có thể thi triển đòn tấn công sắc bén như vậy. Nếu không phải bản thân là linh trận sư, chỉ là cường giả linh luân cảnh sơ kỳ bình thường, e rằng hôm nay khó bắt nổi mục trần, nhưng... Bất quá, vẫn chưa đủ. Đôi mắt lạnh lẽo, thủy kiếm trong tay mạnh mẽ chuyển động, phát ra tiếng vụt xuyên qua làng mưa, như thủy mãn xuất động chém thẳng vào hai luồng hắc ấn kia, tỏa ra linh lực cuồng bạo không kém. Linh lực trích gào, chấn thân thể một Trần lui vài bước, hai đạo xâm la tử ấn cũng bị buộc phải lui lại. Kỷ Tông chỉ bằng thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng có uy thế linh trận hoàn toàn đủ sức giao phong với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Mục Trần muốn chính diện giao chiến, hiển nhiên khó chiếm được thượng phong. Hắn cắn răng nhìn hai luồng xâm la tử ấn bị ép lui dần, liếc nhìn mũi kiếm sắc bén cái vẻ lạnh lẽo đó đâm thẳng vào ngực khiến da hắn giật giật run rẩy hà uy hiếp bao phủ trong lòng một trần nổi giận trừng mắt quát lên đại phù đồ quyết từ sâu trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt trải qua nhiều lần thử nghiệm hắn mơ hồ có thể hiểu được lực lượng bí ẩn trong cơ thể dường như phải ở những thời khắc sinh tử mới có thể thúc giục mà hiện tại chính là cơ hội thích hợp nhất đi ra cho ta. Một trần hét to, ngoài thân thể hắn đột ngột sáng bừng lên quang mang chói mắt, một tòa quan tháp mơ hồ ẩn hiện tỏa ra hào quang, xuyên qua da hắn, thấp thoáng hiện ra trong cơ thể. Chương 44 Phá trận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngay lúc đó, trong cơ thể một trần xuất hiện một dao động kỳ lạ, từ trong cơ thể cùng mảnh toát ra. Dao động này đặc biệt không phải là mạnh mẽ cường đại, mà khi lan đến gần kỷ tông lại khiến tên kia run rẩy ánh mắt bất chợt hoảng hốt bất quá tia hoảng hốt mỏng manh xuất hiện trong nháy mắt kỷ tông đó mạnh mẽ thở ra khôi phục lại tinh thần một trần quả thật bất đồng khi so với thiếu niên khác khó trách liễu vực phải mời hắn ra tay bất quá dù cho hắn dãy dội như thế nào chênh lệch thực lực với ta cũng không thể bù lại dễ dàng kỷ tông cánh tay rung lên trường kiếm do nước mưa ngưng tụ trở nên to hơn linh lực trùng kích trực tiếp mạnh mẽ chấn hai luồng hắc ấn bay đi, rồi cũng nhanh như chớp chỉ mũi kiếm hướng đến công kích bả vai một trần. Binh Công kích của kỹ tông mạnh mẽ mà sắc bén, xuyên qua khoảng trống giữa hai đạo hắc ấn, khiến một trần không kịp phòng ngự, vũ thủy trường kiếm đâm vào vai một trần, nhưng khi vừa chạm đến, quan ảnh hình tháp trong người hắn có vẻ như thoáng chấn động một chút, trường kiếm ngưng lại, rồi mạnh mẽ đâm vào bả vai, máu tươi tuôn ra. Kỷ Tông nhìn thấy trường kiếm đắc thủ, cười nhạt, cho rằng cục diện đã định, nhìn qua gương mặt thiếu niên. Dưới cơn mưa phùn, đôi mắt đen tuyền như hắc động nhìn lại chầm chầm, một cảm giác nguy hiểm khó hiểu đột ngột nảy lên trong lòng Kỷ Tông. Hắn không hề để ý tới trường kiếm nơi bả vai, thậm chí cơn đau da thịt khi bị trường kiếm xuyên thủng cũng không làm hắn nhíu mày. Hai bàn tay giật giật, một tia hàng quang bay xéo ra vượt qua Kỷ Tông, dưới ánh mắt kinh ngạc của kẻ đó bắn vào cây dù hoa trên tay trái. Cây dù rung lên một cái rồi chậm chậm, tản ra một vài bóng nước mưa vỡ tung tóe như hoa nở. Kỷ Tông vẫn đang trố mắt nhìn cây dù hoa của mình từ từ bị hủy đi, chợt nhìn lại thiếu niên kia rồi cấp tốc lui lại. Trên bả vai tên kia để lại một lỗ thủng đang chảy máu xuôi xuống tay. Ngươi đã nhìn ra. Khóe miệng giật giật, sắc mặt Kỷ Tông cũng trở nên nghiêm trọng hơn nhiều không ngờ được tên thiếu niên trẻ măng này lại nhìn ra yếu điểm của trận pháp hơn nữa còn làm cho bản thân chấn động không ít là hắn dám dùng chính bản thân làm mồi nhữ chỉ trong chốc lát khiến bản thân lộ ra sơ hở không kịp trở tay và hắn tận dụng chính xác sơ hở nhỏ nhoi đó ra tay dứt khoát đánh gãy dù hoa phá vỡ trận pháp ngươi thua một trần nhìn kỹ tông nhếch miệng cười tiếng cười khẽ vang lên như xua tan cơn mưa phùn không gian chung quanh như có thêm hào quang rồi tiếng người ồn ào mơ hồ xuất hiện trong không gian tĩnh mịch trước đó. Vẫn là một con đường như cũ, chẳng qua trên mặt đất không có dấu tích một giọt mưa nào, thậm chí mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, hoàn toàn trái ngược khung cảnh ban nãy. Xa xa kia, có vài bóng người xuất hiện. Mê thần trận, dĩ nhiên đã bị hắn thành công phá vỡ. Hắn nhìn chầm chầm phía trước, nơi kỹ tông đang nghiêm sắc mặt trịnh trọng nhìn lại. Một lát sau, tên kia mở miệng cười nói, thật là một tiểu tử lợi hại, Mục Phong lại có được một hài tử ưu tú đến thế. Mục Trần chỉ cười, ánh mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Còn định ra tay tiếp hay thôi? Trận pháp đã bị phá, ta không giết được ngươi, chuyện kế tiếp không can hệ với ta, bất quá ngươi cũng nên tự biết lo đi. Kỷ Tông đạm cười khẽ, lại nhìn hắn thật lâu lần nữa, rõ ràng là có ẩn chứa thâm ý, rồi xoay lưng đi mất. Mục Trần thấy Kỷ Tông đã đi xa, nhưng chân mày vẫn còn nhíu lại. Bởi vì cảm giác nguy hiểm vẫn còn chưa hết, dĩ nhiên liễu vực đã quyết tâm không cho hắn thuận lợi quay về một vực. Kỷ tông, thật đúng là vô dụng. Mục trần vẫn luôn cảnh giác đề phòng nhìn qua bốn phía, tại một góc đường, hai ánh mắt lạnh lẽo khác đang xuyên qua dòng người quan sát thiếu niên xa xa. Tạm thúc, kế tiếp làm gì đây? Bên cạnh vị trung niên vừa nói, một thanh niên anh Tuấn nhíu mày hỏi lại, gương mặt quen thuộc của liễu mộ bạch hiện ra, mà trung niên kia, chính là liễu minh. Hừ, cũng may ta không hoàn toàn trông cậy vào kỹ tông kia, cho hắn làm tiên phong thử một trần mà thôi, nếu may mắn xử luôn tên kia thì tốt, còn không thì chúng ta phải tự ra tay. Liễu minh hậm hực nói. Bất luận như thế nào, cũng không cho phép hắn đem vật kia về tới một vực. Nếu không, kế hoạch mà liễu vực chúng ta trụ định bấy lâu sẽ bị quấy nhiễu bất quá nếu bây giờ mà ra tay e rằng sẽ dẫn tới không ít cường giả bắt linh viện liễu mộ bạch nhẹ giọng phân tích vậy thì giải quyết thật tốc độ sát khí bén nhọn lóe lên trong mắt liễu minh phất tay mười bóng người xuất hiện nhanh như chớp toàn bộ đều sát khí dày đặc linh lực dao động mạnh mẽ cho thấy toàn bộ đều là cường giả linh luân cảnh sơ kỳ đích thực lực động thủ dạ mười người kia lầm rầm nhận lệnh thân hình lóe lên tiến vào bóng trăm biến mất. Giữa đường, ánh mắt đề phòng quét qua tứ phía, đột ngột một trận quay đầu về phía trước, nhìn thấy mười bóng người đang vây thành vòng tròn nhanh chóng xông tới hướng của hắn. Mười tên linh luân cảnh sơ kỳ, ra tay thật hào phóng. Một trần nhìn thấy mười người kia, trong lòng cũng run sợ. Sát tâm của liễu vực đối với hắn thật là không nhỏ, tuy nguyên nhân là còn ở Bắc Linh Thành, tên liễu minh này không dám tự mình ra tay, nhưng vẫn chuẩn bị một bữa đại tiệc không thể dây dưa với chúng, phải mau thoát thân. Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, thân hình vội lui sau. Dù cho hắn có tự kiêu cũng không tin bản thân đủ khả năng một mình đối phó mười vị cường giả linh luân cảnh sơ kỳ thân kinh bách chiến. view view, bất quá mười người kia nhanh chóng áp sát, linh lực bộc phát, sát ý tràn ngập, khiến cho dân chúng xung quanh rối loạn vì động tĩnh bên này. Đáng chết. Nhìn thấy bọn người cai thanh thế rất mạnh, một trần khẽ mắng cắn răng thúc dục linh lực truyền vào hắc ấn trong hai tay, định liều mạng một kích, mục tiêu thay đổi, phải cố gắng kéo dài thời gian. View Mười người nhanh chóng tiến đến, phối hợp vô cùng ăn ý, trong khi di chuyển đã tạo thành thế vây công, hoàn toàn phong tỏa mọi hướng lui của mục trần. Mười mũi kiếm sắc nhọn nhắm vào những phần yếu hại trên cơ thể hắn đâm tới. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn công kích sắc bén từ mọi hướng đánh tới, mục trần thúc dục linh lực càng gấp, trên hai bàn tay linh lực hắc ám càng lúc càng đậm. Bất quá, ngay lúc hắn định xông tới, một tiếng hét dữ dội như sấm sét đột ngột vang lên. Đạo tạc phương nào, dám ra tay với thiếu chủ chúng ta, tìm chết. Tiếng hét sấm sét đó truyền tới, cùng lúc một quan ảnh như chớp cũng xuất hiện, âm ầm trắng trước mặt một trần, vung tay áo phát ra linh lực cuồn cuộn như sông lớn vỡ đê đánh vào mười người xung quanh, khiến toàn bộ chật vật bắn lui. Chu thúc. Gương mặt quen thuộc, Mục trần mừng rỡ nhận ra cuối cùng viện binh cũng tới a à. vị trung niên ứng cứu một trần kia chính là một vực chu giả cặp mắt lợi hại như ưng nhìn mười kẻ bị đánh bay kia nhưng không hề truy kích mà đứng bên cạnh bảo vệ hắn sát chu giả lạnh lùng quát lên phía sau hắn không xa vang lên những tiếng hô ứng đông đảo tay chân một vực lao đến gương mặt hung ác nhằm vào mười kẻ kia mười người nọ thấy thế cắn răng phất áo choàng lên sương khói tỏa ra thân hình được che giấu đi nhanh chóng trở lui. Khốn nạn! Góc đường phía xa, Liễu Minh tức giận nhìn cường giả đột ngột xuất hiện của một vực, khuôn mặt giận quá mà tái xanh. Thời khắc mấu chốt lại bị chu giả khiến cho thất bại. Tạm thúc! Liễu mộ bạch nhíu mày, không ngờ kế liên hoàng lại có sự cố. Quay về liễu vực, báo cáo sự tình cho cha ngươi, để ta xem một phong có bao nhiêu lá gan đến quấy rối kế hoạch của liễu vực chúng ta. Liễu Minh lạnh lùng nghiến răng, xoay người bỏ đi. Liễu Mộ Bạch cũng bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn một trần đứng giữa sự che chở của cường giả một vực, ánh mắt càng thêm lạnh. Tiểu tử tốt số, lần này xem như ngươi may mắn, nhưng lần tới, e rằng không để cho ngươi có cơ hội nữa đâu. Chương 45 Cửu U Tước Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trên con đường, Chu giả bảo vệ một trần sau lưng, Ánh mắt ưng ó lợi hại quét nhìn tứ phía Một lúc lâu sau Lão mới thả lỏng tinh thần một chút Cảm thấy sát khí mơ hồ bắt đầu tan đi Xoạt Mười mấy người từ nhiều hướng xung quanh xuất hiện Bao quanh Mục Trần và Chu Giả Thiếu chủ, Chu Gia Tiểu Mục Tử, không sao chứ Cảm thấy đã an toàn Chu Giả quay sang hỏi thăm hắn Mục Trần cười lắc đầu Hoàn hảo có Chu Thúc đến cứu kịp lúc chuyện gì vậy? Tô Lăng mang tin tức báo tới nhà, ta liền dẫn người đi ngay đến Bắc Linh Thành, những kẻ đó là ai? Sao lại hạ sát thủ với ngươi? Chu giả nghiêm mặt. Mục trần thiếu chủ mục vực, những kẻ kia không ngờ ăn gan hùng lại dám trực tiếp ra tay với hắn ngay trong Bắc Linh Thành. Hẳn là nhân thủ liễu vực. Mục trần đàm mạc trả lời. Liễu vực. Chu giả thoáng biến sắc, bất giác tỏ ra nghi hoặc. Tuy mục vực chúng ta đối với liễu vực cũng không quá tốt, nhưng cũng coi như là khắc chế lẫn nhau. Tại sao lại? Chu thúc, về mục thành trước rồi nói, ta quậy vài chuyện tốt của họ. Mục Trần mỉm cười, đồng tĩnh lúc nãy không nhỏ, e rằng nhanh chóng sẽ có nhân thủ bắt linh viện đến điều tra. Dù mục Trần biết chắc bọn người kia là do liễu vực phái tới, nhưng lại không bắt được kẻ nào, thành ra không chứng cứ, có dây dưa với đội chấp pháp của Bắc linh viện cũng không ít lợi gì. Ừm đi. Chu giả nghe vậy, cũng đồng ý, vung tay lên dẫn theo mọi người bảo vệ chặt chẽ một trận đến linh trận truyền tống trong thành. Có chu giả và binh lính mục vực, con đường kế tiếp khá bình an. Xem ra liễu vực cũng biết khó nên tạm thời phải buông tay. Mục thành, mục phủ nội viện. Liễu vực dám ra tay với tiểu mục tử. Trong phòng khách, mục phong đang vui vẻ tươi cười, khi nghe chu giả báo cáo, gương mặt kiên nghị trở nên lạnh lẽo băng hàng, bật dậy. Liễu vực muốn làm gì? Muốn trở mặt hoàn toàn với mục vực ta sao? Hiện tại thì có lẽ vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, nếu không cũng không cần mời kỹ tông ra tay, nhưng bất đắc dĩ phải tự tay làm việc. Mục trần cặn kẻ phân tích. Kỹ tông. Mục phong biến sắc, chu giả bên cạnh cũng nhíu mày. Hắn dám ra tay với ngươi. Ừm, ta vốn xa vào trận pháp do hắn bố trí, bất quá sau đó ta lại phá được, Hắn đành bỏ đi. Mục Trần xác nhận, người phá được trận pháp của hắn ư? Mục Phong và Chu Giả đồng thời thốt lên kinh ngạc, bốn mắt kinh hỉ nhìn Mục Trần. Danh tiếng kỹ tông ở Bắc Linh cảnh này thuộc dạng hàng đầu, một Linh trận sư cấp một khá phiền toái, vậy mà trận pháp do hắn bố trí lại bị tiểu tử Mục Trần phá hủy. Dù sao ta hiện tại cũng có thực lực linh động cảnh hậu kỳ a, à, có cần phải kinh ngạc quá không? Mục trần bất mãn nhìn bộ dạng giật mình của hai người kia, cười nói phân bua. Linh động cảnh hậu kỳ. Mục phong lại thêm một lần nữa phải hét lên cảm thán. Dù con trai lão bị trì hoãn một năm tu luyện do phải tham gia linh lộ, nhưng không ngờ thiên phú của hắn lại đáng kinh ngạc như thế, hiện tại đã đuổi kịp bạn bè cùng lứa. Linh động cảnh hậu kỳ thì sao chứ? Trận pháp của kỷ tông nếu do chính hắn thi triển, linh luân cảnh hậu kỳ còn khó giải quyết, chút tài cỏn con của ngươi lại có thể phá trận sao? Mục Phong trong lòng rất vui vẻ hài lòng, nhưng không cho phép con trai tỏ ra đắc ý trước mặt lão, vừa cười vừa phân tích vừa mắng. Thì cũng tại cái tên kỹ tông kia cũng nghĩ không khác tí chút nào, thành ra để ta nắm thóp phá trận. Mục Trần dè biểu, thẳng nhiên nói. Xem ra tiểu mục tử lợi dụng kỹ tông khinh địch, cơ trí như vậy, thật là giỏi. Chu giả cười khen. Tiểu tử này đáng khen vậy sao? Mục phong mỉm cười rồi không nhịn được mà cười lớn đắc ý pha lẫn niềm kiêu hãnh tràn ngập trong giọng cười lão đứng lên nói bọn người liễu vực kia sao lại ra tay với ngươi lại còn địa phương hạ thủ là bắc linh thành việc này nếu lộ ra chắc chắn sẽ bị bắc linh viện truy tới cùng phong cách hành sự của chúng nó chưa bao giờ lỗ mãn như thế a à. hơn nữa khảo hạch giành lấy danh ngạch ngũ đại viện cũng sắp diễn ra lúc này mà chúng đắc tội với bắc linh viện không phải là quá ngu xuẩn sao chuyện này phải kể từ khi huyết đồ đoàn cướp được một đồ vật từ đội vận chuyển của liễu vực rồi bị họ truy sát đến tận bắc linh nguyên mục trần bắt đầu kể lại những chuyện mà hắn đã gặp ở bắc linh nguyên sau đó lấy ra giới tử xuyến nói thứ này bị ta đoạt được bọn họ hẳn cũng đoán ra sợ ta đem về một vực mới không thể không ra tay ở bắc linh thành Tô, mục phong và chu giả liếc nhìn nhau vẻ mặt cả hai đều nghiêm trọng sự việc giữa huyết đồ đoàn và liễu vực, với mạng lưới tình báo của họ, hẳn nhiên biết được ít nhiều, nhưng không ai lại để ý quá mức vào chuyện không quá liên quan tới bản thân. Nhưng trước mắt, vật mà liễu vực đánh giá là rất quan trọng với họ, coi bộ không đơn giản. Giới tử xuyến này dù cũng khá có giá, nhưng cũng chẳng đáng cho liễu vực hành xử như thế. Mục phong nghi hoặc mỉm cười nhìn mục trần, nói. Trong đó có thứ gì khác à? Mục trần gật đầu, nắm tay lại miếng đồng cũ xuất hiện nơi bàn tay ta nghĩ là thứ này nhưng ta kiểm tra vài lần cũng không phát hiện vấn đề gì đặc biệt mục phong nhận lấy miếng đồng cũ nát bàn tay vuốt ve văn lộ trầm tư một chút sau đó lão lật lại khi nhìn thấy hoa văn hình hắc cự điểu vẻ mặt suy tư càng lợi hại hơn thứ này giống như là mục phong lẩm bẩm đồng tử chợt co lại giống như cửu u tước cửu u tước không thể nào chu giả thốt lên cả kinh cửu u tước một trần rà soát kiến thức bản thân một chút bất chợt hai mắt cũng sáng lên kinh dị gấp gáp thốt lên là linh thú trong địa bản vạn thú lục bài danh thứ 11, cửu u tước hình dạng này rất giống một phong gật đầu lâm vào suy nghĩ bàn tay đột nhiên nắm chặt lại ánh lửa nóng cháy ngưng tụ trong tay hóa thành một con chim lửa cỡ bàn tay đôi mắt chim lửa cực kỳ kinh dị, đôi cánh như cánh rồng, móng vuốt sắc hơn mũi dao, thân thể bao phủ bởi vẫy lửa hừng hực, khí thế vô cùng uy mãnh. Đây là tinh phách viêm long điêu do tí luyện hóa đó sao? Mục trần tò mò háo hức nhìn hỏa điêu đẹp đẽ. Nó chân chính là thiên thú A, bài danh 85 trên địa bản, cường hãn hơn nhiều so với kim lôi lan và thạch quy sư của hai vị chủ tịch đạo sư lưỡng viện. Viêm Long điêu hiện ra đứng trên bàn tay Mục phong, rồi nhẹ nhàng đến gần miếng đồng cũ nát. Khi nó nhìn thấy hoa văn hát cự điểu trên miếng đồng kia, đôi mắt kinh dị khiến người ta nhìn vào cũng lạnh gáy đột ngột trở nên hoảng hốt, vội vã quay lui, dáng vẻ cực kỳ kiên dè, e ngại. Có thể khiến cho viêm long điêu cũng sợ hãi như thế, có lẽ nó chắc chắn là cửu u tước. Mục phong cuối cùng xác định. Cửu u tước, sinh vu minh địa. Kỳ dực già sơn nhạc, u minh quang, khả thôn nhật nguyệt. LCT cửu u tước, sinh nơi tối tâm, kỳ cánh che núi cao, ti hắc ám, nuốt nhật nguyệt. Một câu đối miêu tả cửu u tước chậm rãi trôi qua trí ốc mục trần, khiến hắn dao động trong lòng mà liếm môi. Linh thú cường đại như thế, thật khó tưởng tượng. Nếu đúng là cửu u tước, thì cũng khó trách liễu vực quyết giết ngươi. Cường giả thần phách cảnh có được tin phách cửu u tước, e rằng thực lực sẽ biến hóa kinh hoàng. Mục Phong cảm thán nói nhưng thật sự cửu u tước này chiến lực của liễu vực có tư cách khiêu chiến nó sao mục trần nhíu mày thật sự dù liễu vực có vét hết mọi lực lượng cũng không thể nào săn nổi hẳn là phải nhờ vào miếng đồng này mục phong cười nhạt đột nhiên linh lực hùng hồn nổi lên như hồng thủy tràn vào miếng đồng việc này mục trần cũng từng thử qua bất quá vô dụng nhưng mục trần thất bại không có nghĩa là mục phong cũng sẽ thất bại lão chân chính là cường giả thần phách cảnh hậu kỳ trên khắp cả bắc linh cảnh cũng không có mấy ai cự nổi linh lực hùng hồn cuồn cuộn tràn vào miếng động vốn yên tĩnh nay cũng động đậy hào quang trong đó phóng ra hình thành một vần sáng giữa không trung trong vần sáng đó dường như có một mảnh rừng đen rộng vô tận sâu trong nơi hoang vắng một con chim khổng lồ đen tuyền ngửa mặt lên trời hót vang hắc ám bao trùm trời đất từ trong cơ thể nó tuôn ra hắc ám đến đâu ánh sáng đều bị nuốt mất. Hắc ám càng lúc càng dày, cuối cùng hóa thành hắc hỏa vây lấy nó, tiếng hót càng lúc càng thê lương. Trong hắc hỏa trùng trùng, cơ thể khổng lồ của cự điểu càng lúc càng thu nhỏ lại, trong một tiếng rên rỉ cuối cùng, hóa thành một cái trứng đen ngoài cỡ, chui vào nơi sâu nhất của núi rừng. Cảnh tượng chấm dứt, hiện ra một đường đi phức tạp, nhìn qua có vẻ như một bản đồ. Chính xác là cựu u tước. Một phong hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm tình nhưng vẫn không che giấu được vẻ khiếp sợ cửu u tước này muốn tiến hóa tiếc là nó thất bại mục trần nghe đến choáng váng cửu u tước đã cực kỳ lợi hại bài danh thuộc hàng đầu địa bản nếu nó tiến hóa thành công không phải sẽ tiến vào thiên bản sao xem ra liễu vực quả nhiên chú ý tới cửu u tước không thể để họ toại nguyện chu giả nghiêm mặt nói nếu liễu vực có được cửu u tước thực lực đại tăng e rằng với giả tâm của họ, sẽ không còn kiên nhẫn với mục vực nữa. Vậy chúng ta đoạt đi. Ánh mắt lóe lên, mục trần nhìn miếng đồng kia mà nói nhẹ như không. Tía, chỗ đó ở đâu? Nhìn qua thấy khá quen mắt. Mục phong nghe vậy, cũng cười nhẹ, đôi mắt lóe lên một tia sắc bén. Đương nhiên rất quen mắt, vì nó ở ngay tại Bắc Linh Cảnh, chính là Hắc Minh Nguyên. Chương 46 Phong ấn bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hát minh uyên nghe thấy cái tên quen thuộc một trần sững người liếm môi thật không ngờ là nơi đó hát minh uyên vùng giấc giữ nổi tiếng khắp bắc linh cảnh địa phương đó hoàn toàn khác bắc linh nguyên ít ra ở bắc linh nguyên thường xuyên có những đội thám hiểm vào đó làm việc này việc khác nhưng hát minh uyên đối với những đội thám hiểm đó hoàn toàn là cấm địa những đội thám hiểm gan dạ nhất Bắc linh cảnh tập hợp nhân thủ tiến vào trong đó, 10 người hết chín chôn thay trong bùn lầy tăm tối, còn lại một kẻ may mắn trở về được, thì cũng kinh hồn thất phách, phải tỉnh dưỡng một thời gian cực dài mới khôi phục lại phần nào, nhưng hệ cứ nghe đến cái tên Hắc Minh Nguyên, thì cứ như thấy cái bóng ma mà trở nên điên cuồng hoảng loạn. Vào Hắc Minh Nguyên không dễ a. À. Chu giả nhíu mày, dĩ nhiên cũng rất rõ hung danh Hắc Minh Nguyên. Nơi đó đầm lầy chằng chịt, hung hiểm vô tận chỉ cần thoáng sơ ý bản thân lão cũng khó giữ mạng nếu mục tiêu là cửu u tước hung hiểm đến mấy cũng đáng giá thử một lần hơn nữa nếu để cho liễu vực chiếm được cửu u tước thì đối với chúng ta chính là đại phiền toái mục phong trầm ngâm nói chu giả gật đầu cửu u tước quá mức cường đại quá mức hấp dẫn nếu nó vẫn còn thời kỳ toàn thịnh e rằng dồn hết nhân tài bắc linh cảnh cũng không ai dám có ý đồ với nó nhưng hiện tại đã có tin tức cửu u tước tiến hóa thất bại, chính là lúc nó suy yếu nhất, với giả tâm của liễu vực ác không bỏ qua cơ hội này. Vậy phải làm sao? Mục phong suy tính. Trước tiên phái ra vài tay cực giỏi theo dõi đồng tỉnh liễu vực, sự việc này chắc chắn là tuyệt mật, nếu không sẽ khiến không ít thế lực đỏ mắt, do đó họ sẽ không công khai, chỉ dám bí mật tiến hành. Hắc Minh Nguyên hàng năm đều có sương độc bao phủ, chỉ có thời điểm giữa mùa hè mới suy yếu một chút chắc chắn liễu vực sẽ chọn thời điểm đó để ra tay. Chu giả nói thêm. Mục Phong cũng tán thành. Chúng ta cũng phải bí mật triệu tập nhân thủ, có cơ hội chúng ta cũng tiến lên. Đến lúc đó dù không chiến được cửu U Tước, cũng phải cho bọn liễu vực tay không quay về. Với hiềm khích giữa hai nhà mục vực và liễu vực, chỉ cần khiến cho đối phương không đạt được mục đích, đối với phía bên kia chính là chuyện đáng ăn mừng rồi. Được, việc đó để ta lo chu giả làm việc như sắm rền gió cuốn lập tức xung phong vỗ ngực không hề do dự hấp tấp đi mất mục phong nhìn chu giả rời đi mỉm cười xoa đầu mục trần tiểu tử ngươi không ngờ lại mang về cho cha ngươi một lễ vật lớn giường này cha đi hát minh quyên đem ta theo mục trần cười kiên nghị nói địa phương đó rất nguy hiểm không thích hợp với ngươi mục phong hơi nhíu mày nói dù gì cũng là quái thai từ linh lộ đi ra, tía à, những chuyện ở đó so với hát minh nguyên cũng không hơn kém bao nhiêu. một trần nhẹ nhàng cười, một phong sững người ngẩn ra, lúc này mới cẩn thận nhìn thiếu niên trước mắt, khuôn mặt khôi ngô trẻ tuổi còn hơi non nớt, nhưng đã thừa hưởng của lão nét kiên nghị, can đảm, bất giác cảm thấy nao nao trong lòng, bất giác đứa bé con năm xưa lão một tay nuôi dưỡng trưởng thành, đã lớn lên rất nhiều a, à, ngươi đã muốn thế vậy thì đi theo đi nhưng nhớ rõ không được manh động mục phong mỉm cười trong lòng rất kiêu hãnh và vui mừng con trai lão nhất định sẽ siêu việt hơn người cha của hắn mục trần khẽ gật đầu cười tủm tỉm nhìn mục phong nói mặt khác còn có chuyện này phiền toái tí giải tỏa mối nghi hoặc của ta chuyện gì mục phong thắc mắc là về cơ thể của ta từ khi ta tu luyện đại phù đồ quyết cảm thấy trong cơ thể dường như có ẩn chứa vài thứ, tí có thể giải thích cho ta biết một chút không? Mục Phong ngẩn người, chợt cười. Có việc đó sao? Mục Trần vẫn nhìn chầm chầm không rời mắt khỏi Mục Phong, với hiểu biết của hắn về phụ thân, lão càng biểu hiện bình thản, thì sự việc càng không đơn giản. Tía vẫn còn muốn giấu ta ư. Mục Phong nhìn ánh mắt cố chấp bướng bỉnh của hắn, vẻ cười cực dần nhạt đi, trở nên gượng gạo. Không ngờ ngươi lại có thể nhận ra nhanh chóng như thế, vốn ta nghĩ cũng phải nửa năm nữa. Thứ này ta nói gì cũng không ổn, vì nó là do mẹ ngươi làm. Đúng là không ngoài dự đoán của ta, thủ đoạn này với thực lực của tía vẫn chưa đủ. Mục Trần cũng không hề ngạc nhiên với đáp án đó, chỉ cười. "Số tiểu tử muốn ăn đòn a." À. Gương mặt trung niên đã hơi già cỗi của Mục Phong đỏ bừng, không ngờ bị thằng con duy nhất không nể mặt nói thẳng như thế mẹ đã làm gì ta vậy? Mục trần giả lãng như không thấy, cúi đầu nhìn mặt đất, ra chiều đâm chiêu, nghi hoặc hỏi. Vì ngươi là con trai do nàng sinh ra, cơ thể ngươi có huyết mạch của nàng, ngay lúc ngươi sinh ra, đã thiết kế một phong ấn trận trong cơ thể, đó cũng là lý do nhiều năm nay không ai kể cả chính mình ngươi dò xét thấy được linh mạch trong người. Mục phong đạm mạc kể lại, thần sắc hồi tưởng. Linh mạch của ta bị phong ấn. Tại sao? một trần kinh ngạc hắn cũng có nghi ngờ nhưng không nghĩ những thứ đó lại là linh mạch lại còn bị mẫu thân phong ấn có hai nguyên nhân linh mạch dù có thể khiến ngươi tu luyện như hổ thêm cánh nhưng tiềm lực của ngươi vượt hơn cả thiên tài nó lại trở thành một thứ trở ngại muốn trở thành cường giả chân chính ngươi nhất định phải có tâm tính xứng tầm với năng lực trần gian hôm nay thiên tài như nắm mọc sau mưa nhưng chân chính có thể ngạo thì quần hùng thì có mấy ai Mục Phong cười nhạt. Ngươi cũng từng nghe những huyền thoại chí tôn vượt qua những ràng buộc, từ hạ vị diện tiến vào đại thiên thế giới, những người đó chân chính là cường giả. Tâm tính của bọn họ, không có vật gì có thể dao động. Muốn trở thành cường giả đối diện bọn họ, cần phải có tâm tính như vậy. Còn nguyên nhân kia? Mục Trần gật đầu, vấn đề đó hắn sớm đã biết từ khi tham gia linh lộ, thắc mắc hỏi tiếp. Nguyên nhân kia? Mục Phong thời dài, buồn bã nếu nàng không phong ấn linh mạch của ngươi cả hai nhà nội ngoại của ngươi sẽ gặp đại phiền toái ngươi cũng không có cơ hội lớn lên thuận lợi như vậy mục trần nhíu mày nghĩa là sao điều gì nên nói cha ngươi đã nói hết nhưng có vài việc hiện tại ngươi chưa nên biết tới ngươi chỉ cần nhớ rõ mẹ ngươi làm như vậy vì để bảo vệ ngươi có thể trưởng thành mục phong xúc động nhìn thẳng con trai hơn nữa ngươi càng không được lỗ mãn mẹ ngươi đã trả giá rất lớn nên trước khi ngươi có đủ thực lực không được xúc động phá phong ấn trong cơ thể mục phong nghiêm mặt dặn dò mục trần mẫu thân mục trần thì thào tự nói bàn tay nhẹ nhàng sờ ngực từ mẫu thân khiến hắn cảm thấy ấm áp từ sâu trong tâm linh một bóng dáng dịu dàng mờ ảo xuất hiện trong trí não dù chưa bao giờ gặp lại nhưng cảm giác huyết mạch thân thiết khiến hắn vô cùng xúc động tuổi ấu thơ đã xảy ra chuyện gì khiến gia đình ly tán khiến con trẻ như hắn không thể nhớ nổi bóng dáng dịu hiền của mẫu thân đợi đến khi ngươi chân chính bước chân vào bậc cường giả tự nhiên sẽ rõ được mọi chuyện một phong vỗ vai một trần nhẹ giọng tâm tình phong ấn trong cơ thể ta khi nào thì có thể tháo bỏ một trần thoáng do dự cất tiếng hỏi ha ha tháo bỏ phong ấn mà mẹ ngươi để lại có thể dễ dàng phá giải thế sao Bất quá nàng đã để lại chìa khóa cho ngươi, chỉ cần đủ năng lực, tự mình ngươi sẽ có thể khai phá nó. Mục Phong cười nói. Chìa khóa. Mục Trần ánh mắt nghi hoặc chợt lóe lên. Là đại phù đồ quyết. Ừ, Mục Phong gật đầu xác nhận. Đến khi đại phù đồ quyết của ngươi tu luyện đến cảnh giới hóa tháp, hẳn là có thể phá giải phong ấn do mẹ ngươi thiết kế. Hóa tháp. Khóe miệng giật giật, khó khăn khi tu luyện đại phù đồ quyết hắn đã nếm trải hơn cả tháng nay cũng chỉ vừa bước vào cảnh giới đầu tiên muốn đến hóa tháp thật không biết còn cần phải tu luyện bao lâu nữa còn nữa thời gian tới ngươi phải học thêm linh trận ta sẽ tìm một vị linh trận sư đến dạy dỗ ngươi mục phong thản nhiên nói linh trận mục trần giật mình ngạc nhiên gãi đầu ta chưa từng học qua a à, tí còn muốn ta trở thành linh trận sư sao mẫu thân ngươi về mặt đó có thành tựu rất lợi hại ngươi là con trai của nàng không lẽ một chút cũng không thể học được sao nếu sau này gặp lại nàng sẽ trách ta dạy dỗ ngươi không tốt nên cố gắng mà học đi một phong đắc ý vào đầu một trần chậm rãi rời khỏi phòng khách để lại thằng con còn đang buồn bực lầm bầm linh trận sư nào có dễ dàng học như vậy a à? càng biết nhiều bản lĩnh lợi hại của mẹ hắn càng nghi vấn không hiểu tại sao nàng xuất sắc đến thế lại ưng lão tí này của mình Chương 47 Học Linh Trận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mục Phong muốn cho một Trần học tập Linh Trận, hiển nhiên cũng không phải nói cho qua chuyện, bởi vậy ngay ngày hôm sau, Mục Trần đã gặp vị lão sư dạy Linh Trận cho hắn. Một trung niên nam tử hơi gầy, bào phục xám trắng, khuôn mặt nghiêm nghị không hề có chút ý cười. Dù hắn là thủ hạ của Mục Phong, nhưng ứng xử trước mặt lão cũng không quá khiêm tốn kinh cẩn, ngược lại vẫn giữ một thái độ đúng mực vị này là ông linh tiên sinh từ nay về sau ngươi theo hắn học tri thức linh trận cơ bản mục phong giới thiệu vị nam tử nọ cho mục trần mục trần tham kiến ông tiên sinh mục trần khiêm tốn cuối người ông quyền hành lễ không hề tỏ ra phong thái thiếu chủ một địa vực vị nam tử trung niên tên gọi ông linh khẽ gật đầu vẫn không hề nói tiếng nào tiểu tử ngươi cần phải chăm chỉ học tập Ông Linh Tiên Sinh nổi tiếng nghiêm khắc, tuy ngươi là con ta, bất quá nếu hắn cảm thấy ngươi không có thiên phú, tuyệt đối không vì thân phận của ngươi mà tiếp tục dạy đâu, nghe rõ chưa? Mục Phong ôn tồn dặn dò, ông Linh xem như một vị cung phụng do một vực mời đến. Dù chỉ là Linh Trận Sư cấp 1, nhưng điểm danh số Linh Trận Sư đang có mặt ở một vực, cũng không vượt quá 10 ngón tay, mà ông Linh là một người cực mạnh trong số đó. Mục Trần gật đầu, Bắc Linh Viện cũng không chương trình học về Linh Trận Đích, cũng không mời Linh Trận Sư về dạy, mà người bình thường lại càng không thể mời nổi Linh Trận Sư đến dạy riêng, khiến cho Linh Trận Sư ở Bắc Linh cảnh rất thưa thớt. Có lẽ sau này vào được ngũ đại viện, có thể sẽ được dạy dỗ kỹ hôn về Linh Trận. Hiện tại vẫn còn ở Bắc Linh cảnh, vậy thì học căn bản trước vậy. Vậy thì theo ông tiên sinh mà học đi, ta cũng đi đây. Mục Phong thực ra rất an tâm với con trai của lão. Mục Trần từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghịch phá lúc học, càng không khiến những vị lão sư tức giận bó phép mà bỏ đi. Gần đây lại có thêm chuyện cửu u tước, lão cũng khá bận rộn chuẩn bị, đành bước đi trước. Tiên sinh, mời ngồi. Mục Trần thấy cha đã đi mất dạng, mới quay lại nhã nhặn cười nói với ôn linh lão sư. Ôn linh gật đầu, ngồi xuống, ánh mắt xăm soi, âm thanh đều đều phát ra. Ta nghe một vực chủ nói, ngươi đã từng giao thủ với kỹ tông. Mục Trần hiển nhiên không ngờ câu đầu tiên ôn linh mở miệng lại hỏi đến chuyện này, hơi ngẩn người, cũng gật đầu. Vậy ngươi có biết kỹ tông trận pháp gì để đối phó với ngươi không? Ôn linh lại hỏi tới. Hẳn là dùng hai linh trận, mê thần trận vây khốn ta, vũ linh trận công kích ta. Mục Trần hồi tưởng lại, trả lời. Đều là hai cái linh trận cấp một không quá phức tạp, xem ra kỹ tông vẫn rất kiên kỵ phụ thân ngươi, không dám trực tiếp hạ sát thủ. Ôn Linh nói. Theo ta biết, Kỷ Tông có khả năng bố trí một trận pháp cực mạnh, chính là huyết vũ sát trận. Linh trận này có thể so sánh với linh trận cấp 2, nếu hắn sử dụng thứ đó, ngay cả cường giả linh luân cảnh hậu kỳ cũng phải thê thảm. Một trận hơi biến sắc gãi đầu, xem ra mình cũng khá may mắn a, à, bất quá bằng vào thực lực như ngươi hiện tại, phá được hai linh trận kia của hắn ta cũng không dễ dàng. Ông Linh nhìn một trận, khẽ gật đầu, gương mặt nãy giờ không hề biểu lộ cảm xúc, này cũng toát ra một vẻ tán thưởng bây giờ thì nói về linh trận đi ông linh khoát tay giảng giải linh trận hiểu theo nghĩa đơn giản nhất đó là dùng linh lực bằng một phương pháp đặc biệt để hình thành cộng hưởng dẫn phát thiên địa linh khí đạt được hiệu quả mong muốn thế như muốn dẫn phát ra loại cộng hưởng này không hề đơn giản mà cực kỳ khó khăn phức tạp ở một vài hà vị diện việc bố trí trận pháp đôi khi lại dễ dàng hơn vì những nơi đó năng lượng ít phức tạp hơn đại thiên thế giới do vậy một linh trận ở đại thiên thế giới so ra sẽ cao cấp và phức tạp hơn những trận pháp ở hạ vị diện một bậc ông linh sáng tay áo vương tay ra bàn tay có vẻ thon thả rất lạ rất không phù hợp với dáng người gầy nhầm khô đét kia một trần nhìn theo dõi bàn tay đó thì thấy đầu ngón tay có linh lực nhanh chóng hội tụ hóa thành năm đạo linh ấn tinh xảo thật nhỏ khá phức tạp nhưng tản ra một loại dao động đặc thù. Xung quanh năm linh ấn đó, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà yên lặng cuốn vào. Đây là linh ấn, bố trí linh trận không thể thiếu nó. Linh ấn. Một trần ngạc nhiên, hiển nhiên là chưa hề biết. Ừm. Ôn linh gật đầu, bấm tay búng ra. Năm linh ấn rời khỏi tay như giọt nước tan vào biển biến mất không thấy nữa. Nhưng ngay lúc đó, Mục Trần cảm thấy rõ một cổ cùng phong đột ngột thổi tới, khiến thân hình hắn lắc lư không vững. Một trần kinh dị hô lên, hai mắt tập trung, mơ hồ nhìn thấy không khí trước mặt hơi méo mó, từng luồng sáng mắt thường khó thấy được đang xen vào nhau, mà phía cuối những luồng sáng mỏng manh đó, chính là năm linh ấn nhỏ tí vừa nãy. Linh trận ư. Ôn Linh gật đầu, nói. Đây là một tiểu linh trận, cấp bậc vẫn chưa đạt được linh trận cấp 1. Bố trí linh trận, cần nắm vững tuyệt đối về linh ấn, chỉ cần có dao động cộng hưởng khác thường rất nhỏ cũng sẽ khiến trận pháp thất bại, người thi triển còn có thể bị linh lực phản phệ, nghiêm trọng hơn có thể trực tiếp mất mạng. Thất bại bố trí linh trận, mất đi khống chế đồng nghĩa với việc bản thân ngươi sẽ nhận phải công kích cuồng mạnh nhất của linh trận. Bình thường, linh trận càng lợi hại cần càng nhiều linh ấn, khó khăn nắm giữ chúng càng lớn. Ta là linh trận sư cấp 1, cực hạn có thể đồng thời điều khiển 20 linh ấn, nhiều hơn thì không khống chế nổi theo ta biết, linh trận đại sư cấp 5 trở lên, vùng tay liền có thể điều khiển hơn cả ngàn linh ấn, quy lực một linh trận cỡ đó, cường giả thần phách cảnh, cũng chỉ có tan thành cho bụi. Một trận nghe thấy mà liếu lưỡi. Linh ấn là trụ cột để bố trí trận pháp, trừ nó ra, còn có một thứ không thể thiếu. Là cái gì? Trận đồ. Ông Linh thản nhiên trả lời. Một trận pháp hình thành cực kỳ phức tạp, như một công trình, một kiến trúc lớn, Linh ấn là hòn đá tảng và là thứ dẫn đường. Trận đồ hay đồ thì là cấu trúc cho đường đi của linh ấn. Nếu không có bản vẽ đầy đủ, cả công trình sẽ không thể dựng lên. Ông Linh đưa tay vào trong áo, lấy ra một cái ống màu ngọc bích, đặt trên mặt bàn, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đây là một quyển trận đồ cấp 1, tên là Linh Lôi trận. Một trần tò mò nhận lấy, mở ra, hào quang tỏa sáng đập vào mắt. Trên trận đồ là những hình vẽ đường đi sáng rực chằng chịt khiến người ta nhìn vào mà hoa mắt. Những luồng sáng phức tạp đang xen, cuối cùng hình thành một trận pháp lóe ra lờ mờ hình sắm sét. Trận đồ đối với linh trận sư là thứ hấp dẫn nhất. Một khi có tin tức trận đồ cao cấp xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới rất đông linh trận sư tranh giành. Trận đồ cũng giống linh trận sư, được chia làm chín cấp. Nhiều năm qua ta nhìn thấy được, cấp bậc cao nhất là trận đồ cấp 4 khuôn mặt ông linh đột ngột trở nên nghiêm túc và hâm mộ vô cùng đương nhiên trận đồ đối ngươi hiện tại vẫn còn quá sớm để nói ông linh nhìn một trần đưa cho hắn một ngọc giảng nói trong này có phương pháp tu luyện linh ấn ngươi thử xem có thể luyện ra hay không có thể xem như đây là khảo nghiệm cơ bản nhất cho học giả nếu khi tu luyện ngươi cảm thấy không hiểu thì nên dừng lại vì nó cho thấy ngươi không có cảm ứng nhạy cảm với linh ấn hay nói cách khác ngươi không có thiên phú. Mục trần nghe vậy, liền nhận lấy ngọc giảng, không nói gì thêm, vội nhắm hai mắt, tập trung nhận lấy phương pháp tu luyện linh ấn bên trong. Hai mắt nhắm lại, chừng một canh giờ sau, mục trần mới chậm rãi mở mắt ra, buông ngọc giảng trong tay, đôi mắt có vẻ trầm ngâm suy tư. Tu luyện linh ấn này, có vẻ hơi giống ngưng tụ xăm la tử ấn, bất quá ít phức tạp hơn. Dù vậy cũng không có nghĩa là mục trần sẽ dễ dàng trở thành linh trần sư, vì dù sao cái khác chính là linh trận sư phải điều khiển số lượng linh ấn nhiều hơn rất nhiều. Một trận có thể ngưng luyện ra hai đạo xâm la tử ấn, nhưng 20 linh ấn, hai 200 linh ấn thì sao? Ngưng luyện, khống chế cái nào khó hơn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Một trần trầm tư sau một lúc lâu, lại nhắm mắt, vươn tay ra. Linh lực hắc ám tập trung ở đầu ngón tay, hắn đang thử luyện hóa ra linh ấn. Ông Linh sắc mặt bình tĩnh quan sát một trần đang bước đầu thực nghiệm tu luyện Linh Ấn. Nếu hắn ngay cả bước đầu tiên này không vượt qua được, vậy thì không cần phải học nữa, vì như thế cũng chỉ lãng phí thời gian của cả hai mà thôi. Chương 48 Thiên Phú Kinh Người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong căn phòng yên lặng, ông Linh khuôn mặt như khúc gỗ, ánh mắt bình thản nhìn thiếu niên trước mặt, hắn đang nhắm chặt hai mắt, trên tay phải, linh lực hắc ám không ngừng dao động, cổ linh lực này dường như đang ngưng tụ tạo hình. Ông Linh nhìn chầm chầm thiếu niên, một lúc khẽ thở dài, trong lòng than nhẹ. Một Trần tiến vào trạng thái này ước chừng đã một canh giờ, việc này đã lệch đi rất xa so với dự kiến. Bình thường những học giả có một ít thiên phú về linh trận, lần đầu tiên tiếp xúc cảm ứng luyện linh ấn chỉ khoảng nửa canh giờ là có thể luyện ra linh ấn thứ nhất, vài kẻ thiên phú lợi hại hơn người, tốc độ lại còn nhanh hơn nhưng mà, một trần đã ngồi đó một canh giờ cũng chưa luyện được linh ấn đầu tiên. Cảm ứng chậm chạp thế này, có thể nói là thiểu năng, khiến cho ông linh tiếc núi thở dài. Dĩ nhiên đã nghe nói một trần về thiên phú tu luyện linh lực kinh người ra sao, bất quá cái thiên phú đó không thể đem qua phương diện học linh trận sư được. Dù rằng cảm thấy tiếc núi, nhưng ông linh cũng không có suy nghĩ khác, tình huống thế này xảy ra không ít, rất nhiều thiên tài vượt trội ở mặt tu luyện linh lực, nhưng lĩnh vực khác thì không có chút thiên phú nào thế giới này cũng khá công bằng cứ thế kéo dài thêm nửa canh giờ rốt cục hắn chậm rãi mở mắt mà trong lòng bàn tay vẫn không hề có linh ấn được ngưng tụ thành càng khiến cho ôn linh không giải thích được thiểu năng đến mức đạo linh ấn đầu tiên cũng không ngưng tụ được sao sao lại thế này tại sao ngưng tụ cả một linh ấn cũng không được ngươi bị phân tâm à ôn linh nhíu mày gương mặt nghiêm khắc Mục trần nghe vậy, xấu hổ lắc đầu, hơi do dự nói. Thật không phải không ngưng tụ được, nhưng ta không biết có phải cảm ứng sai rồi hay không. Cảm ứng sai. Ông Linh nghi hoặc. Mục trần vương bàn tay ra, hắc ám khởi động, linh lực u tối lóe ra từ đầu ngón tay, ngay lập tức ông Linh nhìn thấy một linh ấn chậm rãi hiện lên. Ra là thành công. Ông Linh nhìn thấy, cũng thở ra một chút. Bất quá ngay lúc đó, lại thấy ngón tay mục trần lại hiện ra thêm một linh ấn nữa. Hai đạo. Ông Linh lại nhíu mày, nhưng lần này là cảm giác không tin được. Khi ôn Linh còn đang xúc động, linh lực trong tay mục trần vẫn chưa dừng lại, hắc ám lại ngưng tụ, lại là một linh ấn hiện ra. Sau đó lại thêm hai linh ấn nữa, lần lượt xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Năm linh ấn. Ông Linh sững sờ nhìn mục trần, năm linh ấn trên năm đầu ngón tay lơ lửng đầu óc ôn linh quay cuồng, không thể hiểu nổi, không thể tin được. Không thể ngờ được, một trần trong lần đầu tiên cảm ứng lại có thể luyện ra ngay năm linh ấn. Năm xưa thời gian đầu học linh trận, ông linh cũng phải bỏ ra nửa tháng trời mới làm được như thế, vì số lượng linh ấn càng nhiều, càng khó ngưng tụ và điều khiển. Mục trần nhìn ôn linh ngẩn người, chỉ biết gãi đầu, linh ấn trong tay dao động lắc lư, hỗn loạn tiêu tán đi mất, hơi bực bội nói, Ta cảm ứng sai rồi sao? Hắn tuy chưa tiếp xúc tri thức của học giả linh trận sư, nhưng cũng biết đại khái vài đặc điểm, hiểu rõ cái nghề linh trận sư này khó khăn tu luyện ra sao, thế nhưng lúc nãy hắn ngưng tụ linh ấn khi, lại không cảm thấy chút khó khăn nào, cứ như mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng lưu loát, thậm chí còn thuận lợi hơn tu luyện xâm la tử ấn rất nhiều. Điều này khiến cho hắn ngạc nhiên, hoài nghi không biết có phải bản thân làm sai quá trình nào khi ngưng luyện linh ấn hay không chứ không thì sao lại thuận lợi đến như thế được. Ông Linh cũng dần hồi phục lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mục Trần, khóe miệng giật giật, nói: "Hẳn, hẳn là không cảm ứng sai đâu." Giọng nói lắp bắp, Ông Linh phát hiện thanh âm của mình hơi khô khốc, vội ho khan một tiếng, khôi phục lại. "Xem ra ngươi ở phương diện linh trận sư, thiên phú cũng thật tốt." Mục Trần nghe vậy, mới thở dài nhẹ nhõm, "May mắn." Khụ bất quá ngươi mặc dù có thiên phú không tệ nhưng không được kiêu ngạo tự mãn cấp bậc linh trận tông sư tuyệt đối không phải cứ dựa vào thiên phú là có thể đạt tới ông linh nghiêm giọng giáo huấn ông tiên sinh nói chính phải một trần thụ giáo ông linh liếc nhìn hắn phát hiện con ngươi đen lấy bình tĩnh như đầm nước tối đen không có biểu hiện kiêu ngạo tự đắc một chút nào thật đáng tán thưởng tiểu tử này ngày sau ắt sẽ siêu đẳng hơn phụ thân hắn vươn đến một tầm cao đáng kinh ngạc Mục Phong vực chủ, người có đứa con trai thật khó lường. Người ngưng tụ số linh ấn khá nhiều, nhưng linh lực phân tán, không thể ngưng thật, nên mới vừa rồi tiêu tán nhanh chóng, linh ấn như vậy không có khả năng bố trí linh trận. Có lẽ vì mục trần lễ phép lại không kiêu ngạo, gương mặt cứng như khúc gỗ của ông Linh đã trở nên hiền từ một chút, vốn đối diện mục trần lão chỉ ông tâm tư đối phó với nhiệm vụ, dạy dỗ tên kia một chút, hoàn thành việc mục phong giao phó thế nhưng thái độ và thiên phú của hắn khiến lão vô tình lại nảy sinh một lòng yêu thích tài năng. Một trần lộ vẻ trầm ngâm, gật đầu. Linh lực trên linh ấn quá tản mát. Thời gian tiếp theo, dành toàn lực ngưng luyện linh ấn, đến khi nào ngưng tụ rõ ràng được năm linh ấn đó, tùy tâm sử dụng, ta sẽ dạy người bố trí vài linh trận cơ bản. Đây, ngươi tiếp tục ngưng luyện, cần phải chú ý vài điểm. Đa tạ ôn tiên sinh. Từ giữa trưa, Thời gian nhanh chóng bay qua, đến khi hoàng hôn tràn ngập một thành, ông Linh tươi cười hài lòng nhìn thiếu niên còn đang ngục lặng trong ngưng tụ linh ấn, lặng lẽ đứng dậy ra ngoài. Ông Linh ra khỏi phòng, tiến thẳng đến hậu đường, chu giả và Mục Phong đang bàn bạc bà chính sự ở đó. "Ha ha, ông tiên sinh, tiểu tử kia học hành thế nào?" "Có khả năng nào không?" Mục Phong nhìn thấy ông Linh, cũng vội vàng hỏi, thần sắc có vẻ rất quan tâm. "Chúc mừng vực chủ" Ông Linh tươi cười khẳng khái chúc mừng. Thiếu chủ về phương diện này thiên phú không hề yếu, với tốc độ này của hắn, có lẽ trong vòng 10 ngày có thể hoàn thành khóa trình nhập môn. Mục Phong nghe vậy, nhất thời thở dài mừng rỡ, há miệng cười lớn. Tiểu tử thật là khá, không làm mất mặt nàng. Thiên phú của tiểu mục tử thật khiến cho người ta sợ hãi, xem ra sau này vượt qua ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chu giả cũng mỉm cười tươi rói, vui vẻ cười đùa với Mục Phong đương nhiên nó là con ai cơ chứ mục phong đắc ý cười to bộ dáng còn hào hứng sảng khoái hơn khi tranh phong thắng được liễu vực à liễu vực có động tĩnh gì chưa mục phong chuyển chủ đề hỏi có thám tử hồi báo liễu thành tập trung không ít cao thủ hẳn là do liễu vực âm thần triệu tập chu giả trả lời từ mục phong gật đầu hai mắt hiếp lại ánh mắt có vẻ lợi hại cứ quan sát chúng thật gắt một khi bọn họ bước một bước, chúng ta liền lập tức xuất quân. Hô hô, cửu u tước, cũng không thể tặng cho bọn họ. Ngày qua ngày, Mục Trần đều dành phần lớn thời gian ngưng luyện linh ấn, thực lực đạt linh động cảnh hậu kỳ không lâu, nếu dùng quẩn linh đan và số ngọc linh quả còn lại, cũng có thể thử đột phá linh luân cảnh, nhưng hắn không quá tham lam, buông tha ý tưởng dục tốc bất đạt đó. Tu luyện phải từng bước đặt từng hòn đá thật vững chắc, nếu chạy theo tốc độ quá nhanh, e rằng mất nhiều hơn được. Mà ngưng luyện linh ấn, cũng có thể rèn luyện khống chế linh lực, đều tốt cho cả hai phương diện. Mục trần cố gắng tu luyện dưới, chỉ năm ngày đã ngưng thực được năm linh ấn kia, không còn xuất hiện tình huống linh lực phân bổ không đều khiến cho tiêu tán nhanh chóng. Ông Linh thấy được mục trần ngưng thực ra năm linh ấn, trong lòng than thở không thôi, nhưng gương mặt vẫn không hề biến đổi, bắt đầu dạy mục trần bố trí linh trận cơ bản. Đến giai đoạn này, Mục Trần mới cảm thụ được khó khăn khi trở thành Linh Trần Sư Dù hắn có thiên phú rất tốt Nhưng ngay cả xây dựng tiểu Linh trận cấp bậc chưa đủ cấp 1 Vẫn hoàn toàn thất bại liên tiếp Không có thành tích nào cả Đối với thất bại của hắn Ông Linh biểu hiện rất bình thường Nếu Mục Trần thật có thể chỉ vài ngày lại bố trí thành công tiểu Linh Trần Có lẽ lão sẽ ghen tị học máu mà chết Linh Trần Sư ở Bắc Linh cảnh nghe tin cũng không khác mấy Dù thất bại liên tục nhưng một trận cũng dần dà dạ nắm bắt được một vài điểm chính yếu. Nửa tháng sau, hắn đã thành công bố trí được một tiểu linh trận. Chương 49 Hưng Binh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trong đình viện, một trần nín thở tĩnh khí, trên hai bàn tay, tám linh ấn lóe ra hào quang nhàn nhạt, đây là thành quả hắn ngày luyện đêm luyện trong thời gian ngắn đã đạt tới, ngưng thật và điều khiển tám linh ấn một lúc. Cách đó không xa, Ông Linh vẫn gắt gao giám sát hắn, thời gian này một trận vẫn được hắn hướng dẫn bố trí tiểu linh trận, bất quá vẫn chưa một lần thành công. Dù vậy, ông Linh cũng cảm thấy dường như hắn đang tiếp cận đến lúc thành công, hắn tiến bộ rất nhanh chóng trong những thất bại liên tục. View Ánh mắt bình tĩnh, hai bàn tay rung lên, tám linh ấn đột nhiên phóng ra, dung nhập vào không khí, biến mất không thấy đâu. Khi linh ấn tan vào không trung, ông Linh nheo mắt quan sát, tám linh ấn hiện ly ti hiện rõ ra trong mắt chiếm cứ tám vị trí kỳ lạ từng tia hắc ám từ những linh ấn chiếu ra theo một quỹ đạo phức tạp giao nhau đang xen liên tục khi luồng hắc ám cuối cùng đang vào đồ thì phức tạp khó hiểu ôn linh nhất thời cảm thấy thiên địa linh khí nơi đó bắt đầu khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh trong không khí mơ hồ lóe ra hào quang rồi lặng lẽ nhạt dần nếu không cẩn thận cảm ứng sẽ tưởng chừng như nó biến mất một trần mở mắt hai mắt vui mừng mà sợ hãi hắn thành công bóp 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 cách đó không xa ông linh hài lòng vỗ tay tán thưởng bước nhanh tới nói giỏi lắm ngươi đã thành công đích bố trí linh trận đầu tiên một trận cũng vui sướng mỉm cười tiểu linh trận này dù không đạt nổi cấp một bất quá hiện tại đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn ông linh tiến lên một bước tiến vào phạm vi tiểu linh trận kia không khí nơi đó đột ngột vặn vẹo sáng lóa một chút Mười luồng sáng nhỏ như sợi chỉ bắn ra tạo thành những đường uốn lượn như dây thừng trói tay chân và thân người ông linh. "Không tội." Ông linh cười nhạt, khẽ lắc mình, linh lực cuồn cuộn bộc phát, phá nát trói buộc thành nhiều đoạn. Một cái tiểu linh trận chưa đến cấp 1, dĩ nhiên không có khả năng khống chế lão được. Tiểu linh trận tên gọi linh Phượt trận, tuy chưa đến cấp 1, nhưng cũng có vài tác dụng. Nếu đối thủ sơ ý, nhất định sẽ bất giác lùi lại đó chính là cơ hội tốt cho người giải quyết hắn. Ôn Linh ôn tồn nói. Mục Trần gật đầu, hắn cũng nhìn thấy tác dụng nho nhỏ đó của Linh Phượt Trận, nên mới chọn nó làm đối tượng nghiên cứu đầu tiên, dù sao học cái gì cũng phải có ứng dụng thực tế mới được. Ôn Tiên Sinh, khi nào ta mới có thể bố trí Linh Trận cấp 1A? Mục Trần hỏi, tiểu Linh Trận mặc dù có tác dụng nhỏ, nhưng dù sao cũng ít quá, đến khi chân chính bố trí được Linh Trận cấp 1, mới phát huy được lợi hại chân chính của linh trận. Linh trận cấp 1 ít nhất cần 15 linh ấn, ngươi cứ đi từng bước, khoảng cách cũng không ngắn đâu." Ôn Linh nhẹ nhàng đáp. "15 linh ấn sao?" Mục Trần khẽ gật đầu, từ lúc hắn ngưng tụ được 8 linh ấn, đã bắt đầu cảm giác được khó khăn khi ngưng luyện càng nhiều linh ấn, muốn đạt được 15 linh ấn, có lẽ càng phải cố gắng bỏ công sức nhiều hơn nữa. "Ngươi đã có năng lực bố trí tiểu linh trận Thời gian tới ta sẽ giúp ngươi tận lực bố trí những tiểu linh trận khác, chuẩn bị nền tảng trụ cột đa phương diện cho ngươi. Những tiểu linh trận này tuy không phức tạp, nhưng là những thứ cơ bản nhất đó. Ông linh nở một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt nghiêm khắc, xem ra đối với tiến bộ thần tốc của Mục Trần, trong lòng cũng thật sự đắc ý, vâng Mục Trần gật đầu. Từ khi tiếp xúc linh trận, hắn thấy bản thân rất hứng thú với thứ này, không lẽ đây là di truyền năng khiếu từ mẫu thân sao? Nghĩ vậy, Mục Trần cũng khẽ cười thầm, rồi cũng bất giác tò mò. Cha nói mẹ có bản lĩnh rất kinh khủng về Linh Trần, không biết mẫu thân là Linh Trần sư cấp bậc nào đây. Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần không hề giảm bớt thời gian tu luyện linh lực đồng thời bỏ ăn bỏ ngủ đi nghiên cứu những tiểu Linh Trần khác. Dưới sự tập trung cao độ đó, kiến thức về Linh trận cơ bản của hắn ngày càng sâu hơn, mà số Linh ấn ngưng luyện ra cũng càng tăng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tuần sau. Ngày hôm đó, cảm giác nhạy bén của Mục Trần nhận thấy không khí trong một phủ có vẻ khác lạ, thoáng suy nghĩ một chút, đôi mắt chợt sáng lên, chân thoang thoát hướng về phòng nghị sự Mục Phủ. Bên ngoài phòng nghị sự, có đông đảo hộ vệ thực lực mạnh trấn thủ, họ thấy Mục Trần thì không ngăn cản, có lẽ đã được dặn dò từ trước. Mục Trần lập tức tiến vào trong, đại sảnh có một vài bóng người, trong đó có năm người khiến người khác dễ chú ý nhất đang ngồi ngay ngắn. dáng người khác nhau, nhưng mỗi người đều toát ra khí tức sắc bén, linh lực dao động cũng rất hùng hồn. Là năm vị thành chủ mục vực. Mục Trần nhìn thấy năm gương mặt quen thuộc đó, cũng hơi ngạc nhiên một chút. Năm người kia chính là năm đại tướng đắc lực của cha, trấn thủ năm thành thị khác nhau trong mục vực, ngày thường đều tọa trấn xử lý đại sự trong thành của mình, hiếm khi đến mục thành, không ngờ hôm nay đều tập hợp ở đây. Mục Phong nhìn thấy Mục Trần bước vào, cũng chưa nói gì tới hắn, chỉ vẫy tay gọi hắn tới. Thiếu chủ. Năm vị thành chủ thấy hắn, cũng chấp tay chào. Đoạn thúc, các vị còn khách khí với ta làm gì? Mục trần cười nói, ngôn ngữ có vẻ thân thiết. Ha ha ha, thiếu chủ vẫn như xưa. Một vị trung niên hơi gầy cười đến hiếp mắt, bốn người kia cũng phụ họa cười rộ lên, bất giác không khí căng thẳng trở nên thoải mái hơn nhiều. Mục phong cũng khẽ mỉm cười, chợt giơ tay lên, trong đại sảnh đều yên tĩnh trở lại. Mọi việc ta đã nói sơ qua, thám tử hồi báo, liễu vực đã bắt đầu di chuyển đến Hắc Minh Uyên, chúng ta cũng phải nhanh chóng khởi hành. Ánh mắt nghiêm túc của Mục Phong quét qua mọi người, nói. Sự tình trọng đại, ta sẽ thân chinh cùng với chu giả thống lãnh đội ngũ, hai vị trấn thủ Mục Vực, ba vị kia sẽ đi cùng chúng ta. Mục Trần khẽ liếm môi, xem ra lần này Mục Vực đã huy động hết tinh nhuệ cho hành động lần này, cha đối với cửu u tước thật là coi trọng đúng mực đối với liễu vực việc này cũng rất trọng đại theo thám tử của chúng ta không chỉ có liễu kình thiên thân chinh xuất mã mà ngay cả liễu tông liễu minh cũng đi theo chu giả nói mục trần nghe mà giật mình liễu kình thiên liễu tông đều là cường giả thần phách cảnh liễu minh cũng là linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong sắp sửa đột phá đội hình này đem ra bắt linh cảnh thừa sức càng quét một phương khó trách ngay cả cha và chu thúc cùng lúc đi theo năm vị thành chủ đều nghiêm mặt cảm thấy một chút áp lực khi nghe thấy chiến lực đội hình của liễu vực vị trung niên hơi gầy đứng phía cuối thoáng suy nghĩ nói vậy thì ta thiết lan trần hùng sẽ theo vực chủ ra quân còn hai vị sẽ trấn thủ một vực được không được một phong gật đầu các ngươi đều thống lãnh binh lính bản thành thực lực tuyệt đối không được thấp hơn linh động cảnh hậu kỳ phải có kinh nghiệm lão luyện, hành động lần này không được phép xảy ra mất mát vô cớ. Vâng. Năm vị thành chủ trịnh trọng đáp ứng, chợt nhếch miệng cười khẩy, nói. Cũng đã lâu rồi mới chân chính làm tới với liễu vực, thật quá lâu rồi mới cảm thấy sảng khoái thế này. Mục phong thản nhiên cười, trong đôi mắt lợi hai cũng trở nên nóng bỏng. Kẻ khác sợ liễu vực, nhưng mục vực thì không hề. Hôm nay đây, vì cửu u tước, chính là cơ hội tốt chạm trán bọn chúng. Mục Trần đứng bên cạnh nhìn chiến ý hừng hực đang dâng lên trong phòng nghị, cũng thích thú liếm môi, đối với cửu u tước huyền thoại kia, hắn cũng rất chờ mong. Cả Bắc linh cảnh còn chưa bao giờ xuất hiện linh thú cao cấp như thế đâu. Thật không biết, con vật đó cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Chương 50 Hát Minh Nguyên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hắc Minh Nguyên là khu vực chết về phía nam bắc Linh Cảnh, là một địa phương tương đối hẻo lánh, cũng vì nó quá hung hiểm, mà hiếm khi có dấu chân người đặt tới, nhân sinh thư thất. Một vực cách Hắc Minh Nguyên cũng khá xa, do vậy khi quân đoàn của Mục Phong đến nơi, cũng đã là ba ngày sau. Mục Trần đứng trên một sườn núi, ánh mắt trông về phía đằng xa, đập vào mắt là một mảng rừng nguyên sinh tối tăm, trên không trung của rừng rậm không thấy cuối đó, là sương độc màu xám dày đặc tràn ngập khắp nơi. Sương mù kịch độc, ngay cả cường giả linh luân cảnh cũng không dễ dàng để nó tiến vào cơ thể. Cũng còn một quãng đường nữa mới vào trong Hát Minh Nguyên, nhưng mục trần vẫn cảm thấy rõ tử khí và mùi tanh tử từ rừng rậm bay ra. So với Bắc Linh Nguyên, nơi này thật xứng danh hiểm địa, khó trách người người ở Bắc Linh cảnh đều truyền rằng nó là cấm địa của con người. Bọn liễu vực hẳn cũng đã đến Hắc Minh Nguyên, chúng từ đường phía tây tiến vào có lẽ sau khi chúng ta vào đó không lâu sẽ giáp mặt bọn chúng. Chu giả quan sát địa thế Hắc Minh Nguyên, trầm giọng nói. Mục Phong khẽ gật đầu, chợt lấy ra một bình ngọc, vài viên đan hoàng đỏ sậm lăn lóc trong đó. Mọi người phân phát những đan dược giải độc này, trước khi tiến vào bắt buộc phải dùng nó, dù không thể ngăn chặn kịch độc quá mức, nhưng cũng giữ chúng ta phần nào không bị ảnh hưởng bởi xương độc. Mục Trần cũng nhận một viên, lập tức cho vào miệng nuốt ngay, một luồng khí thanh lương sản khoái phiêu đảng trong người, cảm nhận tác dụng của giải độc đan. Hắc Minh nguyên hiểm trở, các ngươi đều biết rõ, cho nên quan sát cho kỹ bước chân mình, đi. Mục Phong thấy mọi người đã chuẩn bị chu đáo, nhanh chóng lãnh đạo mọi người tiến lên trước, đi vào hắc minh nguyên phía xa xa. Ngay sau lão, đám người chu giả, Mục Trần cũng lập tức bám theo. Đội ngũ gần trăm người, không ít chút nào. Bất quá những kẻ đi theo Mục Phong hầu hết đều là những tay lão luyện, kinh nghiệm đối phó hiểm cảnh khá phong phú, di chuyển cũng lặng lẽ không gây tiếng động thậm chí bụi cũng không bay lên, yên ắng tiến nhanh vào màn sương độc tràn ngập của Hắc Minh Uyên. Tiến vào Hắc Minh Uyên, Mục Trần cảm thấy rõ một cảm giác lạnh lạnh rơn người từ bốn phương tám hướng ập đến, máu trong cơ thể dường như cũng đông đặc lại. Mục Trần quét mắt cảnh giác nhìn khung cảnh lờ mờ u ám xung quanh. So với Bắc Linh Nguyên, nơi này vô cùng tịch mịch, khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng. Đội ngũ cẩn thận xâm nhập từng bước, Mục Trần nhận thấy rõ từng người trong đoàn đều đang ở trạng thái tập trung cao độ, bàn tay nắm chặt đao kiếm bén ngót mà sáng quắc, linh lực lặng lẽ dao động. Nhưng dù cho bọn họ có cẩn thận hơn nữa, Hắc Minh Uyên này hẳn nhiên không phải vô cớ mà mang danh hung địa, sát khí tràn ngập. Á, à, tiến vào chưa bao lâu, trong đội ngũ vàng lên một tiếng hét thảm thất thanh, bên dưới lớp đất phủ kín cành lá mục nát, một con cự xà dữ tận đen thui chui ra, cái đuôi to lớn vừa xoay qua liền lập tức bắt ngay hai hảo thủ trong đoàn một vực lôi về nuốt vào bụng. Nước giải màu đen trong cái miệng khổng lồ nhỏ xuống đất, ăn mòn nhanh chóng những cái lá khô, hẳn nhiên là kịch độc. Là hắc minh xà. Thình lình xảy ra tập kích khiến đội ngũ hơi hoảng loạn, nhưng nhanh chóng liền ổn định lại. Mọi người nhìn thấy cự xà hung tợn đều kinh hô. Đây chính là linh thú trung cấp A, thực lực tương đương cường giả linh luân cảnh trung kỳ, khó ngờ được mới vừa tiến vào Hắc Minh Uyên đã phải đối diện linh thú cường hãn như thế. Hà! Chu giả nhìn thấy nó, những mày hét lớn, dũng mãnh tiến ra. Linh lực bùng nổ mạnh mẽ, thân hình như chớp xuất hiện phía trên Hắc Minh xà, hai chân chụm lại giẫm nát phần giữa thân thể to lớn của Hắc Minh xà. Gớ é -e é -e é! -e -e. Khi Chu giả dùng hai chân dậm lên thân trắng, linh lực sau lưng thoáng hình thành một hư ảnh linh thú cực kỳ khổng lồ. Đó là một con tê giác to lớn màu vàng sẫm, trên lưng phủ kín vẫy vừa dày vừa nặng, nhìn như một hòn non bộ nho nhỏ. Quỳnh Khi con tê giác đó xuất hiện, cơ thể chu giả trở nên nặng như đá núi, một sức nặng vô song bộc phát, trực tiếp mạnh mẽ ép Hắc Minh xà lúng vào đất. Mặt đất trung rẩy, Hắc Minh xà gào thét lăn lóc trên đất, thân rắc đứt đoạn cũng bị nghiền nát hòa vào bùn. Một đầu linh thú thực lực linh luân cảnh trung kỳ, cứ như thế bị chu giả mạnh mẽ đè chết ngay tức khắc. Mục trần nhìn thấy cảnh tượng đó, bất giác cũng run rẩy sợ hãi nuốt nước bọt. Chu thúc của ngươi hiện giờ đã tiến vào thần phách cảnh sơ kỳ, tinh phách linh thú mà hắn luyện hóa chính là sơn nhạc linh tê, xếp hạng 180 trên địa bản. Trọng áp hạ xuống, như thái sơn áp đỉnh, nháy mắt sẽ nghiền đối thủ thành thịt băm. Mục phong ôn tồn giải đáp cho gương mặt sợ hãi của mục trần. Mục trần tỏ ra cực kỳ hâm mộ gật đầu Chẳng biết khi nào hắn mới có đủ thuộc lực Để luyện hóa một tinh phách linh thú cho mình a. À. Chu giả cũng nhanh chóng bổ đầu hát minh xà Thu lấy tinh phách linh thú Lão trở về đoàn người lên tiếng nhắc nhở Hát minh quyên nguy cơ tứ phía Không muốn bỏ đi cái mạng thì sóc lại tinh thần cho ta Mọi người vội vàng đáp lời Tuy đã rất cảnh giác với hát minh quyên Nhưng có vẻ vẫn còn chưa đủ Bỏ lại thi thể hát minh xà đội ngũ tiếp tục tiến lên, di chuyển càng thêm cẩn thận, những ánh mắt lợi hại xăm soi mọi ngóc ngách, quét đến cả những chỗ khó thấy nhất. Thậm chí có vài người đi phía trước dùng đao kiếm dò xét một hồi mới dám đặt chân tiến lên. Cẩn thận vô cùng như thế, dù khiến cho tốc độ hành quân giảm xuống, nhưng có hiệu quả không nhỏ. Vài lần đội ngũ bị tập kích bất ngờ sau đó, không xuất hiện thêm thương vong lớn, chỉ vài người bị xây sát một chút. Cứ di chuyển thận trọng như thế, chừng nửa giờ sau đoàn người mục vực đã tiến vào vùng sâu hơn của Hắc Minh Uyên, khung cảnh bốn phía càng thêm tĩnh mịch, khiến mọi người lông tóc dựng đứng. Mục Phong đi đầu tiên đột nhiên dừng lại, đôi mắt sắc bén như ưng nhìn đến một vị trí phía trước trong rừng rậm tối tăm, cười khẩy một tiếng, cất giọng nói. Liễu Kinh Thiên, từ lúc nào lại trở nên rụt rè giấu đầu lòi đuôi như thể hở? Nghe thấy lời nói của Mục Phong, mọi người nhất loạt kinh ngạc, vội quay nhìn hướng đó, đào kiếm giữ chặt trong tay cuối cùng đã chạm trán bọn người liễu vực sao. Mục trần cũng chăm chú nhìn về hướng kia, chạm trán sớm thế này quả là ngoài dự đoán của hắn. Mục phong. Mục vực các ngươi. Các ngươi thật đúng là dứt ra không được mà. Mục phong nói xong không lâu, trong rừng rậm tâm tối cũng đáp lại một tiếng cười nhàn nhạt. Rồi những tiếng chân rầm rập vang đến, rất đông người đang chậm chập từ trong chỗ tối kia tiến ra. Đám người đó ít nhất cũng phải hơn trăm, chiến lược đội hình cũng không kém một vực bên này ánh mắt một trần chú ý ngay đến người đi đầu tiên đó là một trung niên áo xanh với khóe miệng vẫn còn nhếch lên một nụ cười sắc hơn dao đôi mắt bén nhọn sắc sảo và nguy hiểm như hổ báo khiến kẻ khác phải lạnh người liễu kình thiên vực chủ liễu vực một trần mấp mấy cái môi dĩ nhiên hắn biết rõ mặt của vị vực chủ đệ nhất vực bắc linh cảnh này liễu kình thiên bên cạnh liễu kình thiên là một trung niên gậy như khúc củi đôi mắt xanh biếc, gương mặt hờ hững, nhưng mơ hồ tản ra dao động linh lực cường hãn, cũng là một cường giả thần phách cảnh. Liễu vực nhị gia, Liễu Tông. Mục Trần nhanh mắt nhìn đến những người tiếp theo, liền thấy phía sau tên kia là Tam gia Liễu Minh, bên cạnh đó còn có một gương mặt cực kỳ quen thuộc. Liễu Mộ Bạch, không ngờ lần hành động này hắn cũng theo đội. Nhân mã song phương đối diện nhau, ánh mắt không hề có chút thân thiện, linh lực luôn vận chuyển đều đặn, lúc nào cũng sẵn sàng xông trận, không khí căng thẳng dương cung bạc kiếm. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi lấy thứ đó. Liễu Minh và Liễu Mộ Bạch đều nhìn thấy hắn, ánh mắt liền lạnh như băng, hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trèo. Tuy Liễu Minh từ sớm đã đoán biết, nhưng khi chân chính xác nhận được, vẫn không dằn nổi nộ hỏa sung thiên. Đường đường là liễu vực tam gia, lại để một thiếu niên miệng còn hôi sữa trêu chọc qua mặt, chuyện như thế làm sao hắn không thẹn quá hóa giận cho được đối mặt ánh mắt như độc xà của Liễu Minh, Mục Trần chỉ khẽ cười, đôi mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía Liễu Mộ Bạch, nói. Ta còn phải cảm tạ các ngươi đã tặng một phần đại lễ. Liễu Mộ Bạch nheo mắt chăm chích. Ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn. Nét cười của Mục Trần càng khiến Liễu Minh nghiến răng mạnh hơn, suýt mẹ cái răng cửa. Ha ha ha. Mục Phong, ngươi quả là có một thằng con khá đấy. Liễu Kình Thiên cũng thản nhiên liếc qua Mục Trần, thường không ngoan để biết rõ mười phần hết chính một vực kéo bè kéo lũ tiến tới chỗ này đều do một trần mà ra Mục phong hờ hững đáp lại liễu kình thiên liễu vực các ngươi thật là lòng tham không đấy mấy thứ tốt lẽ ra nên chia chác cho mọi người cùng hưởng mới phải đạo chứ ai mà lại độc chiếm thật ra hành động như thế không tốt chuyện gì cũng muốn há miệng cắn một cái một vực các ngươi cũng không sợ chết sớm quá sao liễu tông bên cạnh cũng sẵn giọng đốc chát lại không hề chịu dưới cơ một phong. Ăn một mình thì lại càng khó sống thọ hơn nữa đấy. Chu giả cười khinh khỉnh. Liễu tông liếc qua lão, cười nói lại. Ta xem tinh nhuệ của một vực đều moi ra hết, nếu lỡ mà chết hết trong này, liễu vực cũng không ngại quản lý dùng địa bàn của các ngươi đâu. Chỉ không biết cái đám linh tinh các ngươi có năng lực đó hay không. Chu giả chậm rãi trả lời. Song Phương cũng không đấu võ mồm thêm nữa, hàng trăm ánh mắt chứa đầy sát khí đang vào nhau, hàng ý càng lúc càng nồng, linh lực dao động lặng yên dân lên như sóng dữ, luôn chực chờ thời khắc bùng nổ nhấn chìm đối phương. Một trần nhìn không khí căng thẳng, hắn cũng lặng yên vận chuyển linh lực. Nhưng ngay lúc đó, lỗ tai hắn bất chợt giật giật vài cái, quay đầu nhìn vào bóng tối sâu thẳm của Hắc Minh Uyên, tựa hồ nơi đó đang truyền tới một luồng âm thanh kỳ dị. Dù dù dù. Khi Mục Trần nghe thấy tiếng xé gió dữ dội đó, bất giác run rẩy sợ hãi sắc mặt kịch biến